Em tên là Đào Thu Hiền, năm nay 25 tuổi, mới lấy chồng được 3 năm mà tới chán chồng. Chồng em tên là Vũ Gia Huy, năm nay 30 tuổi. Xem một cách tổng thể thì ông chồng em không có lỗi gì lắm. Hàng tháng vẫn đưa 8 triệu tiền lương với cả thưởng cho vợ. Nhìn chồng thì khá là chiều vợ và thương con. Hôm nào nghỉ thì đưa con đi chơi, đưa về nhà ngoại. Vì thế bé bóng nhà em luôn quấn cả bố lẫn mẹ. Mà xem chừng con bé yêu bố hơn chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu ông chồng nhà em không có tính lười làm việc nhà hay cọc cằn với vợ. Buổi tối đi làm về, chỉ ngồi gác chân lên sofa lướt TikTok rồi cười hô hố. Còn em, ở nhà làm may đo thời trang, thường là chỉ khi con đi lớp thì mới làm được, chứ nó mà ở nhà thì chịu, hoặc là nó ngủ mà tiếng máy kêu thì cũng dậy mà mè nheo. Thế nên nhiều hôm cấp quá em phải tranh thủ cắt vải ban đêm để sáng ra may cho khách thành ra bữa tối muốn cơm nước dọn dẹp cho nhanh nhưng mà chồng thì ngồi thù lù một đống không giúp con nhỏ ôm chân thì mẻ nheo mẹ mẹ bế con em bực mình quá quát con bé ra với thằng bố mày đi con bé giật mình khắp toáng lên còn ông chồng thì mắng em làm cái gì mà quát con thế nó còn nhỏ mà to tiếng để nó sợ lại ảnh hưởng tâm lý ra mà vợ ở đâu cái loại thái độ với chồng thế Em đang bực mình mới nói lại Còn anh thì anh biết sót Sao cứ về là ôm cái điện thoại không bế nó Tôi vừa nấu cơm vừa bị nó quấy Ai mà chịu được Huy giận dữ bế thấp con gái lên rồi mắng em Tôi đi làm về cả ngày mệt mỏi Mới lướt mạng một chút cô đã kêu cả Làm vợ làm mẹ Thì phải biết thương chồng yêu con chứ Nấu có bữa cơm mà đã khó chịu như vậy Thà tôi đi ăn cơm hàng cho rồi Em chẳng vừa cũng đáp lại Ờ, vậy anh đi ăn hàng mãi đi. Tôi chỉ cần anh đưa đủ tiền nuôi con là được. Ở cái xóm này mình anh là đàn ông à? Mình anh biết kiếm tiền á? À? Anh xem, mấy ông chồng quanh đây, có ai là đi làm về, chỉ ôm khư khư cái điện thoại như anh không? Chưa kể tôi cũng đâu có ở nhà nấu mỗi bữa cơm. Chồng em mặt đỏ hầm hầm gắt lên. Cô chống mắt cho kỹ mà ngó sang hàng xóm đi. Những thằng chỉ biết ôm chân vợ với bé con, thì chả có thằng nào nên hồn cả. Nói xong, ông chồng bế luôn con gái ra ngoài đi ăn hàng thật. Em ở nhà cũng ấm ức không nuốt nổi. Kết quả món thịt bò sáu ớt chuông của em còn nguyên nằm lạnh lẽo trên bàn úp lồng bàn để đó. Đến 8 giờ tối, ông chồng cũng bế con gái về. Vừa tới cửa, Huy còn nói chuyện với bé bóng kiểu cà khịa cốt là để trêu thức em. Con gái của bố hôm nay ăn ngon nhỉ? Bố con mình cứ thế này cũng vui con nhỉ? Bố không để bống của bố đói đâu. Con bé thích chí ôm cổ bố nó cười khanh khách. Em bực quá, nhìn chồng con một cái rồi lại vờ như không hay. Sau khi Huy đặt con xuống thì em bế bé, bé bống dỗ cho con ngủ. Lúc xuống bếp thì thấy có một túi giấy in nhãn, bánh gối bảo hoa. Đoán là chồng mua về cho mình, nhưng em chả thèm động. Đến khi đi ngủ thì cũng mỗi đứa một góc và bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh. Dành ra Huy vẫn đi làm sớm, còn em dậy đưa con đi học rồi về dọn dẹp sau đó may đồ trả khách. Cả mấy ngày trời, hai vợ chồng chẳng nói gì với nhau. Ngày hôm đầu, em còn nấu cơm phần chồng, nhưng ông chồng quyết đấu đến cùng cũng không ăn. Thế là em cũng chẳng nấu nữa, mà chỉ hầm cháo cho con. Còn mình thì ăn bánh mì qua quýt. Tóm lại, bọn em ở hai đầu chiến tuyến. Việc anh anh làm, việc tôi tôi làm. Cho tới ngày thứ năm, khi đã chán cơm đường cháo chợ thì Huy nói. Em không nấu nướng gì à? Em đáp lại thẳng cưng, anh không ăn, em không ăn thì nấu làm gì? Chồng em là thế đấy, hết giận thì bắt chuyện, chứ không bao giờ làm lành nịnh nọt hay xin lỗi. Mà chính em cũng vậy, cũng thì chả thấy đứa mình sai ở đâu cả, Huy lại nói. Thôi, đừng có vênh vênh cái mặt như thế nữa, em đi nấu cơm đi. Em liền đi vo gạo để cắm cơm, nhưng vẫn còn lèm bèm trách chồng. Anh xem anh quý, anh quang, anh hùng. Mấy người đó đều giúp vợ làm việc nhà, nên gia đình luôn vui vẻ. Đấy, anh hùng nghe bảo làm giám đốc, Thế mà về nhà cũng một phép Anh ấy tự nhìn lại bản thân mình đi Đi về nhà chịu khó chồng con cho em còn nấu cơm Chúng mình mỗi người một việc Phần công nhau ra mà làm Cho nó tròn trách nhiệm Chắc không muốn một cuộc khẩu chiến Nên dù không vui Chồng em vẫn đáp lại Anh biết rồi Sau đó Huy chủ động mở tủ lạnh lấy thịt ra thái Được một lúc dường như nhớ ra điều gì đó Hoặc bị em so sánh với mấy ông chồng nhà hàng xóm Mà hậm hực nên nói Em chắc là mấy ông hàng xóm nhà mình chuẩn cả chứ. Đừng có nhìn thấy dưa to mà khen ngọt, đúng là đàn bà. Chỉ luôn đứng núi đèo trong núi nọ, ước ao những thứ của người khác, còn mình thì cứ xem thường. Em lườm chồng một cái rồi hỏi lại. Ý anh là sao? Anh lại nói. Anh cá với em là mấy bà vợ của các ông ý cũng như em. Cũng cứ mong chồng họ được như chồng người khác. Nhưng mà ở trong chăn thì mới biết chăn có giận, không có ai hoàn hảo cả. Cái cần là nên tự hài lòng nghe cái triết lý của chồng không phải là không có cơ sở. Thế nhưng em vẫn quyết giữ lập trường cá nhân mà đáp lại. Nhưng với những khuyết điểm của mấy ông ý, thì sao so được với anh? Phải gọi là không có cửa. Người ta hư một, anh hư hai ba, thì ai chơi lại với anh? Huy lắc đầu ngao ngán nói với em. Sau căn bệnh thế kỷ mang tên con nhà người ta, thì sẽ là căn bệnh nhức nhối cho cánh đàn ông mang tên chồng nhà người ta. Hai vợ chồng em hồi mới cưới, đi xem thì thầy đã phán, có số khắc khẩu. Nếu không nhịn nhau thì thành cãi vã, gia đình không bao giờ yên được. Càng ngẫm, em thấy càng đúng. Bọn em như hai con trâu chiến, biết là đồng loại nhưng vẫn quyết trọi tới cùng. Dù cả hai đều bị thiệt thì cũng nhất định một bước cũng không nhường, mẹ chồng em hay nói. Ngọ với hợi là ngựa và heo, tưởng kỵ mà không kỵ, tưởng hợp mà trả hợp. Hai con không có gì liên quan mà tranh giành, nhưng mà cũng không cùng điều kiện sống, một kẻ tù túng, một kẻ tự do. Hôm đó vợ chồng em Chỉ kết thúc cuộc tranh luận thì con gái bi bô đòi ăn cháo. Đúng là chỉ có con bé mới làm vợ chồng em có điểm chung mà hòa hợp. Một tuần sau, chị hàng xóm giáp nhà em tên là Quyên mang cho em quả mít dưới quê ngoại nhà chị gửi lên. Em cũng giữ chị ở lại rồi mang bánh giày cho bà nội bé bóng gửi cho mà mời chị ăn. Chị cứ tấm tắc. Bà nội nhà cô khéo nhỉ, bánh dày thuần túy từ nếp, nhưng mà không dễ làm đâu. Đấy, bà khéo vậy nên mới dạy được con trai như chú Huy. Ai lại vừa tốt tính lại thương vợ con, không là cả quán xá. Em cười rồi đáp lại khách sáo. Anh Hùng nhà chị mới là giỏi, kiếm tiền mang về cho chị đâu phải ít, rồi lại còn chịu khó bế con. Chị quên bị u môi. Chán lắm cô ơi, thỉnh thoảng mới về nhà sớm thì chả nhớ con mà muốn bế à. Tiền bao nhiêu chưa biết, nhưng mà tuần 7 ngày thì 4 ngày đi nhậu, Chán chả buồn nói. Em đáp lại. Chán như chị thì em cũng buồn chán. Anh ấy đi nhậu mới khách hàng thì mới có hợp đồng mà mang tiền về chứ. Chị hàng xóm vẫn một mực khen chồng em tốt, còn em lại tỏ ra ngưỡng mộ chồng chị ấy. Tới khi chị quên về rồi thì Huy nói với em. Đúng là trong chán ngoài thèm. Em lườm chồng một cái rồi hỏi lại. Thế nào là trong chán ngoài thèm chứ? Anh xem cả cái khu này, chỉ mỗi vợ chồng mình là hay cãi cỏ. Nhà người ta một tiếng động cũng không có. Huy lại tỏ ra hiểu biết mà nói. Những thứ càng bình yên, thì bên trong càng tệ hại. Trước bão rồng, lúc nào biển chẳng lặng. Em đáp lại với một ý chí không quan nhượng. Anh chỉ giỏi múa mép thôi. Anh sợ mình kém hơn người ta. Nên cứ dìm người ta xuống như vậy có phải không? Huy cười kinh khỉnh đáp. Em đúng là cô ngốc. Vẫn còn non và xanh lắm. Để rồi xem. Đến một lúc nào đó, em sẽ phải ngã ngửa với các anh chồng idol của nhà hàng xóm tới lúc ấy thì lại ôm chân anh nịnh nhé em bĩu môi còn lâu nhé anh cứ được như họ thì em mừng anh cứ tự tin thái quá nhỉ những tưởng chuyện chỉ là vu vơ vậy thôi thế nhưng có ngày em được mở rộng tầm mắt thật hôm đó là buổi tối cỡ 10 giờ tối do em vội vàng mang áo trà khách để hôm sau đi tiệc thế nên dù chồng nhất quyết ngăn cản thì em vẫn quyết đi cũng bởi vậy em vô tình biết được chuyện nhà hàng xóm để rồi sáng mắt ra khi ấy đi trên con Vision, em thận thơ phi trên đường thì gặp chị Quyên lích tha lích thách đi bộ với dáng điệu rất thảm hại. Em lúc đầu không nhận ra chị hàng xóm nên lướt qua. Thế nhưng dưới ánh đèn cao áp sói vào mặt người đi bộ, làm cho em giật mình, nhận ra chị Quyên mà phanh xe hỏi thăm. Ơ chị Quyên, chị đi đâu không đi xe máy, hay gọi Grab mà đi, cứ đi bộ cho khổ ra. Chị Quyên như kẻ mộng du chẳng còn tỉnh táo. Em hỏi mà chị ấy cũng không biết gì nữa cảm giác lúc ấy cứ như bị ma làm ý. Em dừng xe rồi chạy lại giữ chị, rồi gọi lớn tiếng. "Chị Quyên, chị sao vậy?" Bị em lắc mạnh, chị mới giật mình mà như bừng tỉnh mà hỏi lại. "Ờ, cô Hiền à?" Em lo lắng hỏi lại. "Chị bị làm sao thế? trông chị cứ như người mất hồn, làm em sợ quá." Chị Quyên lại có ý tránh né câu hỏi của em mà trả lời kiểu chung chung. "Chị có sao đâu, hôm nay có hứng đi dạo thôi." Em nhìn lại chị hàng xóm với dáng điệu chẳng thẳng thơi như đi dạo, liền hỏi lại. Chị đi dạo á? À? Hay là đi hành xác? Chồng chị tiêu điều quá, thế anh hùng đâu rồi? Hay là giận dỗi chồng mà ra đây cho bỡ bực đấy? Không ngờ câu chuyện mang tính phỏng đoán của em lại đánh đúng trọng tâm khiến chị quên gục ngã. Lúc này chị mới ỏa khóc nước nở mà than với em. Hiền ơi, chị khổ quá em ạ. À. Em ôm chị vỗ nhẹ nhàng sau lưng như dỗ dành một đứa trẻ rồi hỏi. Thế có chuyện gì? Chị kể cho em nghe. Chị ít thì chị sẽ nhẹ lòng hơn. Vậy là chị quên bắt đầu kể. Anh cũng có bồ em ạ. À. Còn danh ấy là nhân viên quán hát. Lúc mới đầu quen là vì đi chơi, anh cũng gọi nó ra phục vụ thôi. Sau rồi quen nhau mà sấn vào, tới nỗi khó dứt. Em ngạc nhiên hỏi lại. Em thấy anh ấy yêu vợ thương con lắm mà. Nhưng sao chị lại biết anh ấy có bồ ạ? À? Chị Quyên vẫn nước nở mà nói. Đúng là anh ấy có thương con, thường ngày đối xử với chị cũng không tệ. Nhưng mà ra trường lắm, không có bình quyền như chồng em đâu. Trước chị nghi ngờ anh Hùng có bồ, nên hay cầm điện thoại kiểm tra. Anh ấy lại mắng chị, đàn ông là chủ gia đình, đàn bà lo tề ra nội trợ. Cái kiểu ở đâu lại kiểm soát chồng như thế? Chị khi ấy nhu nhược, nghe anh ấy mắng thì sợ hãi, rồi thôi luôn cái ý định xem điện thoại của chồng. Cho tới khi còn danh mất dậy, nó dám lấy số điện thoại của chị rồi nhắn tin thách thức. Chị mới giận quá mà chất vấn chồng. Lúc đầu anh Hùng cũng giật mình đỏ mặt, nhưng sau đó thì lại nạt lại chị. Đàn ông ra ngoài ông bướm một chút thì có làm sao? Miễn tôi vẫn có trách nhiệm với gia đình. Tiền nong đưa cô chi tiêu không thiếu thốn là được. Vậy là chị lại ngập đắng nuốt cay để cho con một mái nhà. Cũng là bởi chị nhu nhược, với không tự chủ được, sợ rằng ly hôn thì sẽ ra sao. Thế nên không dám làm mạnh tay mà mắt nhắm mắt mở để sống. Thế nhưng Chị càng nhún nhường, anh Hùng lại càng không biết điều. Anh ấy nhắn tin cho con danh kia, ngay cả khi ở cạnh chị. Chẳng chỉ còn thiếu cách ôm hôn làm tình trước mặt chị thôi. Thực là, chị giận tới bầm gan tím ruột em ạ. À. Nói đến đây, chị Quyên lại khóc tới không cất thành lời. Những tiếng rưng rước cứ mãi mỗi lúc thêm thổn thức. Câu chuyện chị kể thật làm em mất niềm tin vào đàn ông, đến vơi đi một nửa. Thật không ngờ, kẻ đạo mạo làm em ngưỡng mộ lại thực chất rất quá quát chờ chị Quyên bình tĩnh hơn thì em mới nói. Thế còn hôm nay, anh ấy lại làm gì chị mà để chị thất thần như thế? Chị Quyên lại tiếp tục tâm sự. Hôm nay còn dành kia, nhắn tin nó nói với chị. Có giỏi tới đây mà lôi chồng về. Chồng chị đang ở với tôi tại số 55 đường Vĩnh Phú này. Điều đó đã vượt qua sức chịu đựng của chị rồi. Nên chị quyết tới tận nơi cho con ấy một trận. Nhưng mà đến nơi thì anh Hùng vừa lên xe đi mất dạng. Cô ta lại mỉa mai chị. Sao chị như con chó bị xua đâu sủa đấy ý nhỉ? Không bắt được tận tay, chị làm gì được tôi? Mà có bắt được thì tôi cũng chẳng sợ. Chị nhục nhã quá, chị gọi điện nói anh hùng, thì anh ấy mắng chị ngu cho dại mặt. Anh ấy còn thách chị dám làm gì? Bây giờ chị cay lắm rồi, muốn cho cái đôi cẩu nắm nữa ấy một trận. Em thở dài ngao ngán. Thế chị định làm thế nào? Chị Quyên lại đề xuất. Hay cô giúp chị đi, tối mai úp sọt đập cho con điếm kia một trận. Còn thằng chồng chị thì kệ mẹ nó, nó cũng không dám đánh chị đâu. Em đã có kinh nghiệm cùng bà chị họ đi đánh ghen nên lại đưa ra ý kiến. Bây giờ thế này nhá, chị đừng có vội vàng dùng vũ lực mà thiệt thân. Trước hết, cơ bình tĩnh coi như nhịn nhục như cũ. Sau đó, lấy bằng chứng chồng chị và con kia ngoại tình rồi đánh cho con đó một trận. Phần anh hùng thì dọa đưa ra công ty. Anh ấy quan trọng sự nghiệp thì sẽ sợ ngay. Chị Quyên mừng như bắt được vàng mà vội vã đồng ý. Ừ, rồi chị giờ quá không biết phải làm sao. Cô giúp chị với. Mọi việc chị trông cậy và cô chỉ dẫn. Em đáp lại. Nhưng mà em e như thế này ấy thì không giải quyết dứt điểm được đâu. Nếu mà ly hôn thật thì chị tính thế nào? Bao nhiêu phần thắng thuộc về chị rồi còn con cái ra sao? Chị quên suy nghĩ một lát rồi trả lời. Chị sẽ lấy chứng cứ ngoại tình, làm điều kiện. Ép anh Hùng phải nhường quyền nuôi con cho chị. Nhất định chị không chấp nhận chuyện xa con đâu. Em gật đầu rồi nói. Ừ, nhưng trước tiên chị phải về nhà đã. Tội gì phải tự làm khổ mình. Lên xe, em chở về. Chị Quyên cũng trèo lên xe luôn mà cảm ơn em dối rít Trên đường về em cứ suy nghĩ mãi. Hòa ra chồng nhà người ta thực chất cũng chẳng hoàn mỹ như em thấy. Em về nhà nhưng không nói cho lão công nhà em biết để tránh cả ta thấy thế sinh kiêu. Nhưng mà em cũng nghĩ sẽ phải giải quyết giúp chị Quyên để đòi lại công bằng. Việc này Em cũng đã nói rõ với chị ấy là không cho ai biết nữa. Cũng là theo ý chị ấy để khỏi mang tiếng. Thật chẳng ngờ anh hàng xóm đẹp trai đa tài lại thành ra như thế này. Chiều hôm sau, nhận lúc Huy tan ca chưa về thì chị Quyên sang nhà em để bàn bạc kế hoạch. Chị nói. Em nghĩ chị phải làm gì với cái đối mèo mả gà đồng kia? Chị nghĩ chứng cấu thì không khó tìm đâu. Nhưng mà bây giờ thằng chồng chị nó lại khóa điện thoại mất rồi. Biết bọn chúng liên lạc mà không sao tóm được tin nhắn qua lại em ạ. À. Em dừng máy may rồi lại trả lời. Chị thuê hacker đi. Nếu Facebook mà bảo mật chưa tốt thì mất khoảng một triệu là hack được thôi. Chị Quyên đôi mắt lòng lành như sáng ra, cứ gật gù. Ừ ừ, thế để chị liên hệ cậu em xem. Nghe nói bạn nó chưa xử lý mấy chuyện về Facebook thế này. Em lại hỏi. Thế sau đó thì chị định làm gì? Chị Quyên quả quyết. Việc đầu tiên á, chị oánh cho con danh kia một trận đã. Sau đó thì tính tiếp. Cái này cô giúp chị nhá Em liền tỏ ý lo lắng Mỗi em với chị á Làm thế không an tâm Phải có đội chị em bạn gì chứ Mà chúng ta phải rút kinh nghiệm của mấy chị đi trước Bọn mình đánh úp nó một lần cho nó sợ Không gây thương tật Không công khai trên mạng xã hội Chị ấy nhìn em không chớp mắt Lúc lắc cái đầu Lại gật gù Như em là một nhà diễn thuyết tỏi ba Thì em dứt câu Chị ấy mới nói Chị trước giờ hay thân với cây hoa vợ của cậu Quang nhà ông Minh đầu ngõ Có lần nó đi đánh ghen với chị gái nó, nó cũng kể với chị, xem chừng nó ghét cái giống vụng trộm lắm, để chị nhờ nó giúp xem sao. Em đáp lại, nhờ ai thì tùy chị thôi, nhưng mà suy nghĩ cho kỹ, nếu ba đứa mình cùng làm, thì khi chuẩn bị hành động sẽ bàn bạc cụ thể với nhau. Chị Quyên cũng vui vẻ nói, ừ ừ, cảm ơn cô, cũng may là có cô, cho nên là sáng suốt bảy mưu cho chị. Nếu cứ như chị thì thua mà chịu nhún nhường với bọn ấy mãi. Nhờ có cô thì chị mới nghĩ quyết và là thay đổi bản thân, nhất định là phải mạnh mẽ. Hai hôm sau, vào buổi chiều, vợ chồng em đang ngồi nói chuyện, Huy bảo. Anh thấy em dạo này không khen ông Hùng nhà hàng xóm nữa nhỉ? Thế nhưng mà lại thân thê bà quyên gớm. Có phải bà ý lại nói xấu chồng cho em nghe, nên em vỡ mộng rồi phải không? Em vẫn một mực ngoan cố phủ nhận. Đâu có, chẳng qua là khen người ta mãi cũng nhảm rồi em sợ anh bị so sánh nhiều quá cũng khó chịu mà vợ chồng lại xích mích thôi thủy bình mặt trêu người em trở nên hiểu chuyện và biết điều từ khi nào vậy hải hiên có phải hôm qua em bị bà thần kinh nào ngoài đường đập búa vào đầu không hoặc là trường phi em mới bị ngã bị chồng cả khịa em giận quá nên lỡ lời kể này anh hâm à chẳng qua là em mới biết được cái mặt thối nát của ông hùng nên hơi thất vọng thôi khủy rèo lên đấy Tôi biết ngay cái mặt của bà mà. Nếu không vỡ mộng, thì đời nào bà ngừng tôn thờ chồng thiên hạ mà chồng mong với chồng ba? Dù là bị hớ, nhưng em vẫn cố vứt phát chút liêm sỉ mà đáp lại. Thôi đi ông, người ta có chút tật xấu, nhưng mà vẫn hơn ông chán. Tôi thương tình, không muốn chồng mình phải tổn thương, nên mới không nói nữa. Thế mà ông cứ tưởng bợ. Chồng em cũng không nhịn, mà còn tra xét cho bằng được. Vậy em nói xem, cái tật nhỏ nhỏ của ông Hùng là cái gì? Để Huy khỏi thắc mắc và không để lộ chuyện nên em lại bịa ra lý do. Thì chị quên kể, ông này có cái tật lười lắm. Ai lại có khi hai ngày mới tắm một lần, sáng ra chị thay quần áo đi làm. Thảo nào, mỗi lần gặp lúc nào cũng thâm phức mùi nước hoa. Tưởng lịch thiệp thế nào, ai rẻ để che mùi hôi. Đúng là đàn ông tốt đến mấy cũng có điểm xấu. Bây giờ mới là mùa thu thôi. Liệu mùa đông, ông ý có tắm theo lịch tháng không nhỉ? Chồng em cười ngặt nghẽo rồi đáp lại. Thế nào, cứ nghĩ xem đêm nằm giúp vào nách thằng chồng hôi rình, xem ngủ có ngon không? Em tưởng lấy thằng chồng sạch sẽ, chăm tắm, không hôi nách như anh mà dễ á. Đấy, bà Quyên, mơ cũng không được nhá. Đúng là kẻ ăn chay ngấy, kẻ thấy khen ngon. Đàn bà, đúng là đàn bà, thảm vọng viển vong. Em lại cãi. Anh nói gì cơ? Anh coi thường đàn bà á? À? Đừng có tự coi mình là bề trên nhá. Không có đàn bà, thì đàn ông chui ở đâu lên? Thấy em căng, nên Huy lại được thể nói đấy động tí là cứ nhảy đông đồng lên rồi đã ai dám làm gì mấy bà mà hở một cái là cãi ngang cái câu ai đẻ ra đàn ông vì không muốn lại có cuộc xung đột nên em im còn chồng em cũng im nhưng tới lúc sau thì hắn ta lại hỏi này mấy bà làm đại hội nói xấu chồng thế bà quyên chê chồng bẩn thế mẹ trẻ của con nó nói con thế nào em lại được dịp trêu tức thì em nói anh vừa không chịu bình đẳng vừa giỏi bắt nạt vợ Biết em bông đùa nên Huy cười tít mắt. Đang khi ấy thì chị Quyên sang. Thấy có chồng em ở nhà, chị lại nói sang chuyện khác. Cô Hiền à, chiều nay bà ngoại cô tít gửi cho ít khoai với sắn, ngon lắm đấy. Tối anh Hùng lại nói tiếp khách về muộn nên chị không ăn cơm mà luộc món kia ăn. Tí nữa cô sang đánh chén với chị cho vui nhá, có cả cái hoa nữa. Em biết ý đáp lại. Vâng vâng, tí nữa ăn cơm xong em sang ngay ạ. Chị quên sau đó chào mấy câu rồi về, Tối hôm ấy, em lấy cớ để sang đàn đúng. Lúc em tới thì có cả hoa rồi. Chị Quyên thấy em thì mừng như mẹ đi chợ về, chị reo lên. Cô Hiền đây rồi, chị với cô Hòa cứ chở cô mãi. Hòa cũng nhanh nhiều. Chị vào đây, chúng ta tìm phương án tác chiến. Nhất định không cho chúng nó thoát. Chị Quyên lại khoe. Những bằng chứng thi này đã đủ chưa em? Lúc ấy, em phải cản bọn họ lại mà đáp. Từ từ đã. Hai chị, để cho cái thân xác này được nghỉ ngơi đã nào hai người họ lại im lặng cho tới khi em hỏi lại chị Quyên. Chị đưa em xem bằng chứng xem nào. Chị Quyên lại đưa ra cơ man nào là ảnh chụp màn hình của đoạn chat giữa chồng chị và bồ. Bọn họ xưng vợ vợ chồng chồng xem đến là xến sẩm kinh dị hơn cả mấy đứa trẻ trâu. Chị Quyên đưa ra ảnh của con điếm đó mà nói với nó với cái giọng điệu khó chịu mà ngang ngang, chua chua như mẹ. Đấy cô xem, còn nhái nhép ấy còn gửi cả ảnh hở hang mắt mẻ cho chồng chị. Cơm ơn mời gọi thế này, thì thằng nào trả ham? Ngặt nỗi, bọn này lại không biết điều. Đúng là khốn nạn hết chỗ nói. Em lật từng tấm ảnh, với đầy những thế 18 cộng thì cũng nóng mắt. Thế nên, em hỏi lại chị quên một lần nữa cho chắc chắn. Có đúng là chị muốn cho hai con người xấu xa kia một trận chứ? Chị Quyên quả quyết. Tất nhiên là thế rồi. Nhất định chị không tha thứ đâu. Chị phải cho ông Hùng biết trước tới giờ là chị nhịn, chứ không phải là sợ ông ấy. Nếu mà ông ấy không thay đổi, thì vẫn làm như cách cũ đã nghĩ tới đó là chị ly hôn và ép ông ấy nhường quyền nuôi con cái hoa còn làm dữ hơn nhưng là cô ả à mới là người bị hại ôi chào thế là còn nhẹ đấy phải em á à, cạo đầu có đi cắt chim gã tôi thế mới hả lòng hả dạ các chị ạ à. em buột miệng chay một câu Kiếp, cô có máu hoạn thư thế đụng một cái là muốn cắt muốn cạo muốn hoạn thế này có ngày á à, chưa đạt được mục đích đã bị vạ thì khổ làm cái gì ấy? thì cũng phải nghĩ tới bảo toàn mình trước tiên, chớ có nóng vội. Nhưng mà cái hoa vốn là đứa nóng này nên nhảy dựng lên quát lại em. Chị hay nhở? Không lẽ cứ phải viết một tập thư giảng đạo lý rồi gửi cho cái lũ vỏ vạch tự biết nhục mà lui à? Hay là đi kể công lao với mấy ông chồng chán đồ nhà thêm đồ thiên hạ? Xin lỗi nha, em trá sống kiểu văn minh như chị được. Bởi vì bọn họ chẳng xứng đáng đâu. Nếu có biết nghĩ thì đã không đong đưa chồng người khác. Nếu thằng đàn ông đã nghĩ cho vợ Thì đã không ngoại tình Em từ từ giải thích Cô hay nhỉ Ý chị là mình hành động có tính toán kẻo lại không hay Cuối cùng bọn ấy vẫn nhởn nhơ Còn mình thì bị hớ Chị Quyên lên tiếng chốt lại Hai cô bình tĩnh nào Theo chị cả hai đều nói có phần đúng Các cô có lòng giúp chị Thì chị đã bán nguyện lắm rồi Bây giờ chúng ta nên bản cụ thể hành động thế nào Hoa lại sung phong để em gọi đứa em họ em đi cùng. Còn bé nó tên là Nhung, lại là võ sư karate. Phòng khi ông Hùng bênh con kia mà đòi đánh lại, thì mình nó cũng đánh gục được hai ông Hùng á. Em vẫn giữ quan điểm cũ. Nhưng chúng ta phải hành động cẩn mật kín đáo. Nếu có vi phạm pháp luật, cũng dễ dàng tránh né những tội lớn. Chị Quyên lại nói, thế tối mai bốn người chúng ta, bao gồm hai cô và chị cùng cô em họ của cô Hoa, đi rình đôi chim chuột đó, rồi đánh con kia một trận nhá. Ông Hùng lớn ngớ, tôi cũng sẽ trò một trận. Em hỏi thêm. Được rồi, nhưng mà chúng ta thuê taxi hay là đi xe máy? Đi taxi hơi lộ liễu, mà đi xe máy thì không tiện lắm. Hoa lại lên ý kiến. Chị không phải lo, con em họ em, có con Kia Morning mà, đi xe nó cũng được. Chị Quyên chốt lại. Được thế thì tốt, nhưng mà cô đã gọi cho con bé đâu. Lỡ như mai nó lại bận, tự nhiên không thân quen mà nhờ vào nó. Nghĩ lại chị cũng thấy ngại ngại. Hoa không đáp. Cô ấy cầm luôn điện thoại mà gọi cho ai đó mà em đoán là cô em họ mà Hoa đã nhắc. Quả nhiên, khi bên kia bắt máy thì Hoa nói luôn. Nhung à, chị Hoa đây. Hôm qua chị kể cho em về bà chị hàng xóm nhà chị á, bị cắm rừng. Mà con bổ nó lao ấy. mày bà ý muốn quậy, rồi đánh cho con danh kia một trận. Mày giúp chị được không? Đi cùng với bọn chị có đồng bọn mới. Và lại cũng muốn mượn tay mày, cho gã chồng vài cước để bớt bức xúc bên cạnh em nghe cô gái nói trong điện thoại rất nhỏ. Ok, hẹn trước nhé. Em sẽ có mặt đúng giờ rồi cùng đi. Hoa lại nói. Nhưng mà còn chuyện này nữa. Mày đánh con bốn chỗ, chờ bọn chị đi nhá. Bọn mình phải đi theo dõi hai kẻ đó. Tới khi về tới nhà con kia thì mới ra tay được. Đầu dây bên kia, Nhung hỏi lại với giọng điệu rất nhiệt tình. Rồi rồi, thế bọn chị có mấy người? Mai mấy giờ, em đón bọn chị ở đâu? Hoa nhanh nhầu trả lời. Chiều tan ca, Mày tới công ty đón chị, rồi qua đổ ngõ đón hai chị hàng xóm nhà chị nhé. Tổng cộng cả em thì hội mình có bốn người. Nhung đáp lại. Vậy hẹn gặp các chị vào ngày mai nhé. Dứt lời, con bé cúp máy luôn, còn Hoa quay sang nói với em và chị Quyên. Vậy là an tâm rồi nhé. Bọn em đều im lặng tỏ ý đã hiểu rồi. Sau đó, ba đứa lại ăn sắn với khoai vui vẻ, rồi em vào hoa với về. Mọi chuyện thế là xong. Khi em về đến nhà, thì Huy đã cho búng đi ngủ Thấy vợ hớn hở cầm củ khoai luộc về, chồng em lại hỏi. Làm sao mà sang hàng xóm một lúc lại cười tươi, như quân ngô được vàng thế? Chị Quyền lại tầm thuốc cười vào khoai à? Em vẫn nửa đùa nửa thật đáp lại. Ôi trời, còn hơn bắt được vàng ý chứ. Bắt được vàng lại trả vui như thế. Mà anh ăn khoai đi, em mang phần về cho anh đấy. Huy tò mò hỏi. Thế là sao? Vậy là tiện thể em lại bịa ra một lý do để làm hợp lý hóa cho chuyến đi ngày mai. À, mai chị quên với cô Hoa, dù em đi uống trà sữa. Thế nên, mai anh về sớm đón con rồi trông nó nhé. Chả mấy khi em được ra ngoài tụ tập. Anh không nấu cơm á, thì o đồ đồ ăn về nhà. Gà mạch quạt Thana, ở trên giáp, nghe nói khá ngon đấy. Huy không phản đối, nhưng anh cũng đáp lại với kiểu cà khịa. Các bà dạo này đàn đốm vết nhờ. Có khi nào rủ nhau đi nhậu không? Em đang vui vẻ nên mỉm cười không đáp lại. Quả thật em rất mong đến ngày mai. Hôm sau đến giờ hẹn, em cùng chị Quyên mặc bộ đồ thoải mái đơn giản, cùng giày thể thao để hành động cho tiện, rồi dẫn nhau ra đầu ngõ, chở hoa và nhung. Cũng chỉ 5 phút sau, chiếc Kia A màu đen dừng trước mặt bọn em, hoa mở cửa kính xe ra rồi gọi. Chị Quyên, chị Hiền, mau lên xe đi. Em và chị Quyên cũng mở cửa sau mà lên xe. Đằng trước, Nhung vừa lái xe, vừa nghe nhạc rap với vẻ mặt lạnh lùng rất ngầu. Cả bọn em tới công ty của anh Hùng rồi đi theo anh ta cho tới khi anh này dừng xe trước cổng nhà con điếm kia và có đo ong ẻo ra mở cửa. Hoa dục chị Quyên. Chị chị, xuống xe hành động thôi. Chị Quyên với khuôn mặt rất đau khổ mà nói. Chờ chút đã. Cho tới khi hai kẻ kia vào nhà 10 phút thì chị Quyên mới nói. Mấy đứa giúp chị nha, chúng ta hành động thôi. Thói đời chính là thế. Khi mà mọi chuyện đã đạt tới cao trào thì khó mà hãm lại được. Thế nhưng khi em vào hoa định theo chị Quyên bước xuống xe thì Nhung ngăn lại. mày chị đừng xuống. Còn bé còn kéo áo chị họ, khiến cái hoa bị giật lại phía sau. Em thì có chút bất ngờ nhìn chị Quyên. Còn chị ấy cũng quay lại, mà dùng đôi mắt khó hiểu nhìn Nhung. Nhưng mà với bản tính nóng nảy thường thấy thì hoa lập tức chất vấn em họ. Mày sao vậy Nhung? Đừng nói tới giờ này mày lại lật kèo đấy nhá. Nếu mày không làm thì buông lời ra, để bọn chị làm. Chị không ngờ mày lại nhát gan như vậy. Nhung điểm tĩnh trả lời. Ý em là hai chị ngồi yên trên xe này đi. Cứ để chị quên bấm chuông, rồi xem bọn kia ra thì phản ứng thế nào. Sau đó chúng ta mới tiện thể lấy cơ tấn công. Bởi em nghĩ, với tính háo thắng và vinh váo của con mặt phụ khoa kia, thì nó sẽ nhảy đông đồng và bật lại chính thất. Em hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ đó của Nhung. Không ngờ, con bé nó tư duy thông tuệ và thấu đáo như thế. Vậy là em cũng lên tiếng bình vực. Nhung nói phải lắm, chị thấy hợp lý lắm. Hoa nhìn đứa em họ với ánh mắt ngờ vực, còn chị Quyên lại nói. Ừ, ờ, Nhung nói cũng đúng, vậy ba đứa chờ chị một lát nhé. Em gật đầu rồi nói nhỏ với chị. Bình tĩnh chị nhé, hãy nhớ là còn bọn em tiếp sức, đừng sợ. Chị Quyên mỉm cười rồi bước về phía cánh cổng nhà con bồ của chồng. Bên trong xe, em vào hoa dõi theo chị hàng xóm từng bước một. Riêng Nhung thì con bé một nét mặt cũng không thay đổi. Trên miệng nó bắn bài rap của Subboy rất phiêu. Bật luôn công tắc gật đầu, ngọt địa cam vắt từng câu bên ngoài bọn em lắng nghe từng tiếng động do bắt đầu khi chị quyên bấm chuông cửa khoáng nó kêu reng reng từng hồi lát sau có tiếng tiểu tam đồng đành ra mở cửa nhìn thấy chị quyên nó lại dừng cái lời lý lẽ mang đầy tính cả kiệm chị cũng biết đường tới đây tìm chồng cơ á chị quyên gắt lên con bất dậy tao chưa hỏi tội bọn mày đã xưng rồi à mày không ngờ con ngày tao tới đánh ghen phải không tao cũng chẳng thèm ghen mà chúng mày ép tao thôi. Còn kia vẫn với cái thái độ kênh kiệu và cái giọng dẹo dẻo như muốn mơi đòn. Này, chị ăn nói cẩn thận nghe chưa? Đừng có tùy tiện chửi tôi mất dậy. Thế là xúc phạm tới cha mẹ tôi đấy. Ông bà ấy không động chạm tới chị, thế nên chị dám cạnh khóe thì đừng có trách tôi. Còn chồng chị đâu? Đâu phải là tôi bắt cóc. Là anh ấy tự dẫn xác tới. Như thế, không phải do tôi cướp mà là do chị không biết giữ, chị quên rất máu chiến, cũng không biết do cơn giận ngút trời hay do biết có bọn em hậu thuẫn. Chị ấy rất tự tin, tát thẳng mặt con điếm kia rồi chửi. Còn đi, tao không những trời mà còn muốn rạch mặt cái thứ đĩ thỏa lăng loàn như mày. Lẽ ra tao không có ý động vào cha mẹ mày đâu. Nhưng mà bây giờ, mặt mày dày vơ lấy, thì dù có ông bái ở đây, thì tao cũng sẽ trách. Ông bà ấy không biết dạy con, để con gái mới nứt mắt danh ra, đã đi làm đi. Còn Tuesday kia thì cũng đâu có vừa. Nó xông tới giật tóc chị Quyên mà chửi lại. Dám đánh tao á? À? Đừng tưởng con này hiền mà bắt nạt nhá. Hai người phụ nữ rằng coi nhau ác liệt. Còn danh kia không hổ câu cái đĩ giả mồm. Nó gào lên. Anh Hùng, anh ra mà xem. Con vợ già, ra xù xì như con cóc chết đang đánh em đây này. Anh hàng xóm te te chạy ra vừa chạy vừa tét. Có chuyện gì vậy? Bà đứa bọn em cũng bước xuống xe và bắt đầu cuộc chiến với đôi gian phu dâm phụ ở trước cầm nhạc con kia, anh hùng bị mắc kẹp giữa hai người đàn bà, mà chỉ biết đẩy bọn họ ra rồi hò hét ẩm ý. Hai người làm cái gì đấy hả? Thôi đi, dừng lại ngay, đâu còn phải trẻ con nữa mà đánh lộn. Còn điếm kia lại gào lên ăn vạ. Anh xem, miệng anh thơn thớt nói, còn vợ anh nói hiền lắm, nó không dám làm gì bọn mình đâu. Đấy anh xem, chị ta tới tận đây đánh tôi đây này, anh còn trơ mắt ra nhìn hay sao? Thật không ngờ, anh hèn hạ như vậy. Anh hùng quát vợ. Cô đi về, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cô học đấu cái thói làm xấu mặt chồng như vậy hả? Chị Quyên chỉ thẳng vào mặt ông chồng. Anh có để mặt tôi đâu, mà tôi phải làm đẹp mặt anh, rồi ngậm đắng nuốt cái chữ phân thiệt về mình. Anh Hùng không ngờ vợ mình có ngày lại nổi dậy như thế, nên cứ ú ớ nói không nên câu mà cứ lắp bắp. Cô, cô điên rồi. Nhân tiện hai kẻ khốn kiếp ấy đang bất ngờ mà mất thế chủ động, nên chị Quyên và liên hoàn cước vào mặt con bồ của chồng rồi mắng. Còn đĩ này, hôm nay Tao không cho mày nó no đòn thì mất công tới đây quá. Còn kia định đánh lại chị Quyên thì chị đã đề phòng và né được cái tát của nó. Nhưng anh Hùng lại mạnh tay đẩy vợ ra khiến chị bị ngã. Lúc đó bọn em đã tới sắp mặt anh hàng xóm và việc của Nhung là đi vài đường quyền. Còn bé vẫn lạnh lùng như thế, không nói không rằng một lời. Còn em vào hoa thì cùng chị Quyên xông vào đấm đá tào mặt con kia đã tay. Tới khi có đó không chịu nổi nữa mà khóc lóc cầu xin thảm thiết, chứ không còn cái giọng mẹ thiên hại như 5 phút trước đó. Em xin các chị, có gì từ từ nói ạ, à? dừng tay lại đi mà, em van em xin các chị. Chị quê lúc này lại lên tiếng, thôi đi hai đứa, sau đó chị lại mắng nó. Sao? Tao tưởng mày á còn vênh váo như tấm gỗ mỏng giữa hè, bây giờ hết oai rồi à? Tao nói cho mày biết, gã chồng bội bạc của tao không bảo vệ mày được mãi đâu. Mày hãy nhìn xem, hắn ta còn đang nằm ôm thân phòng vệ, không lo nổi cho mình. Con bộ kia câm nín không dám hé răng thêm một lời. Nhưng lúc này cũng đã dừng tay, bỏ mặc anh hùng ôm bụng nằm dưới nền gạch đỏ đau đớn. Tới khi bớt đau, anh ta mới lùm cồm bò dậy mà ôm chân vợ cầu xin. Quyền à, em bình tĩnh đi, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Dù gì mình vẫn còn là vợ chồng, sao em lại nữa đối xử với anh như thế? Rồi em lại còn rủ cả hàng xóm tới đây đánh ghen nữa. Ngày mai, anh nhìn mặt mọi người thế nào? Chị Quyên đáp lại đầy mạnh mẽ. Bây giờ thì chúng ta vẫn là vợ chồng, nhưng tương lai thì chưa biết thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ, anh đáng phải nhận những thứ này. Anh bị sĩ diện, lo sợ hàng xóm chê cười. Vậy những tổn thương tôi phải chịu, anh đâu có đếm gì ở tới. Thế nên tôi sẽ khiến anh và con điếm kia phải trả giá. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Anh Hùng lại ban xin. Em à, sao em lại thay đổi như thế chứ? Em bình tĩnh đi mà, chúng ta sẽ nói chuyện chị quyên cười man dại giờ anh không có đủ tư cách để nói chuyện với tôi nữa đâu chị quyên quay lưng rồi tiến tới chiếc xe màu đen của nhung mà bước lên trên đó nhung cũng đã chờ sẵn em cũng nhanh chóng theo chân chị hàng xóm mà bước lên xe còn hoa có vẻ chưa đã tay nên trước khi rời đi lại xông vi vài phát đá vào con tiểu tam rồi mắng nó mày bị đánh không phải chỉ vì mày cướp chồng tôi đâu mà do mày láo đấy lần sau thì trường ngay kết thói đã cướp chồng thiên hạ, lại còn la làng khoe quang đi nhá. Còn kia ôm mặt khóc nức nở, không dám nói lại lời nào. Còn Nhung thì khó chịu vì chờ đợi mà gọi chị họ. Màu về thôi chị Hoa, chúng ta không nên phí thời gian cho những cái kẻ không đáng nữa. Lúc này, cô hàng xóm mới nhanh chân chạy đi tới chiếc xe mà bước lên. Còn Nhung cũng khởi động chiếc kia của mình mà đánh lái ra khỏi ngõ. Phần anh hùng như là tỉnh ngộ, anh ta chạy theo chiếc xe của bọn em chối chết mặc cho xe đã lăn bánh, vừa chạy vừa gọi. Quyền à, em chờ anh, em nghe anh nói đã, hãy chờ anh, em nghe anh nói đã nào. Chị Quyên ngồi lặng lẽ rất trầm mặc không một cảm xúc. Đương nhiên, anh hàng xóm của em cũng chẳng thể đuổi theo xe ô tô mà bị mất đà rồi ngã xuống chỉ sau một đoạn ngắn. Bên tay em vẫn nghe tiếng con bồ kia mắng anh ta ở phía xa xa. Anh thật khốn kiếp, khi trước thì bám lấy tôi nịnh nọt, bây giờ lại dễ dàng rời bỏ tôi thế sao? ảnh đúng là cái kẻ bắc tinh. Sau đó thì bọn em chẳng quan tâm tới bọn họ nữa. Cũng bởi xe đã đi xa rồi. Đi trên đường, chị Quyên bỗng nhiên lại lên tiếng. Chúng ta đi nhậu đi. Biết tâm trạng của chị không tốt, nên bọn em không đứa nào đỡ phản đối. nhưng còn tỏ ra hào hứng, con bé liền nói. Đúng rồi đấy chị ơi, nhậu đi. Mùa này ốc đang ngon, mà uống rượu nếp á, thì khỏi phải bàn, đảm bảo quên dầu luôn. Em vào hoa đồng thanh, cũng được đấy. Thế là nhung lại đánh xe vào đường ngõ nhỏ miệng có bé nói vui vẻ để em đưa các chị đi em biết quán này ngon lắm đàn bà nên tự tìm niềm vui cho mình chẳng phải sống trong cái khuôn khổ đức hạnh mãi làm gì chị quyên bất ngờ đáp lại rất tiếc là chị biết cái chân lý này muộn quá tí bảo nằm thành xuân mấy đứa bọn em nhìn chị ái ngại sau đó cả bốn người vào quán gọi tùm lum ốc hương ốc biêu ốc vạn đủ loại Nhục nâng cao chai rượu nếp, xót bốn ly cho bằng nhau. Nó làm những động tác rất chuyên nghiệp như dân nhậu thứ thiệt. Còn bé nói với bọn em. Uống đi các chị. Lâu lâu nhậu một lần để hiểu rượu thì cay, mà nước mắt thì mặn thế nào. Cuộc đời này, thêm chút cay nồng thì mới đủ vị. Chị Quyên không nói, mà đưa ly lên miệng làm một hơi nước cạn, rồi nhắm mắt kêu lên. Ôi cha mẹ ơi, sao mà có uống vậy chứ? Em vào hoa tò mò, cũng đưa ly rượu lên miệng ngửi, cái hoa sau khi cảm nhận được cái vị nồng của rượu thì giật mình đưa ly rượu xuống còn em cũng lắc đầu vì sợ thế nhưng con bé nhung lại khích lệ các chị cứ đưa lên miệng làm một hơi đi uống được ba chén thì thấy hơi rượu nồng nàn ấm áp ngay càng uống càng thấy dễ nuốt chị quyên cũng nói thử một lần cho biết đi mấy đứa vậy là bọn em nghe theo mà đưa ly rượu lên miệng làm ực một hơi cho hết cứ thế tới ba ly nữa thì bọn em chẳng đứa nào sợ rượu Lần đầu tiên anh biết nhậu cũng vui Đặc biệt là Nhung rất máu lửa Còn bé hay cổ động Và hò hết mỗi lần nâng ly Hai ba rô Hai ba uống Cứ thế khi chai rượu nếp đã cạn Và với em mùi rượu không đáng sợ mà thơm ngào ngạt Rốt cục thì bốn đứa Chẳng ai hoàn toàn tỉnh táo Cái Nhung đứng cả lên ghế hò hết Còn chị Quyên cũng không còn chịu đựng được Mà buông bỏ bản thân Để bao ấm ức trong lòng cứ bộc phát ra Khóc lóc rồi trách tiên chồng đốn mặt. Chị vừa cầm ly rượu, vừa kể lề với cái giọng điệu lè nhè. Mẹ nhà nó nữa chứ. Ngày yêu nhau cho tới bây giờ, có hai mặt con cũng đều là chị nhịn nhục nó. Để rồi nó thành quen. Nó vốn coi rằng chịu đựng là bổn phận của phụ nữ mà chị phải chấp nhận. Định mệnh cuộc đời, cay đắng thật. Cái hoa đầu cứ gật gù, tóc rũ xuống qua mặt, không biết do đồng tình hay bởi vì say rượu. Phần em cũng tránh choáng, mà thấy trời đất quay quay, lầng lầng như chẳng còn là chính mình. Bữa nhậu chỉ kết thúc, khi cả bốn đứa đã thấy không ổn, em liền đề nghị. Chúng ta lên gọi taxi về thôi, bây giờ đi xe không an toàn đâu. Nhung giọng khàn khàn. Thế còn xe của em thì vứt đâu? Anh chủ quán dường như đã có kinh nghiệm xử những vụ thế này, nên tham gia vào câu chuyện của bọn em. Em cứ để xe ở đây, mai quay lại lấy. Sau khi đã thống nhất, thì bọn em nghe theo lời anh chủ quán và nhờ anh này gọi hai xe taxi. Một xe để Nhung về, còn một xe chở ba con đàn bà hư là bọn em về. Đến khi về tới xóm em, thì cái hoa về nhà đầu tiên, còn em và chị Quyên lếch tích dắt nhau về. Do nhà chị Quyên gần hơn nhà em, nên em phải qua nhà chị ấy thì mới về đến nhà. Vô tình, em lại chứng kiến cảnh tượng hỗn độn trong cảm xúc của chị Quyên. Đó là khi về tới cổng, thì ông chồng của chị đã đứng đó chờ. Thấy vợ, anh Hùng bất chấp hình ảnh, và bỏ qua cả sĩ diện cũng như sự có mặt của em mà quỳ dưới chân vợ cầu xin. Anh biết, anh sai rồi. Xin em tha thứ cho anh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và thấy bản thân mình quá sức tồi tệ. Anh xin lỗi em, mong em, vì con cho anh một cơ hội mà sửa chữa sai lầm. Chị Quyên đang tức giận cùng hơi men trong người khiến chị nổi điên mà xông vào đấm đá rồi mắng chửi chồng rất thậm tệ. Anh là thằng chó má, kẻ tệ bạc vong ân thứ khốn nạn tàn nhẫn anh hùng đứng im chịu trận. Nhưng có lẽ trận đòn của Nhung vẫn còn dư âm, cộng thêm tác động vũ lực của chị Quyên khiến anh ta nhắm mắt vì đau đớn. Thế nhưng miệng anh ta vẫn gắng gượng để nói với vợ. Em cứ mắng chửi anh cho nhẹ lòng đi, anh đáng bị như vậy, thậm chí là còn đáng phải chịu những gì hơn thế. Chị Quyên vừa đánh mắng chồng, lại khóc tức tuổi như tự hành hạ chính mình. Em thì bối rối không biết phải làm sao, một mặt em vân vân, không biết nên can chị Quyên hay là nên bỏ mặc chị như để chị giải tỏa. Sau cùng, em lặng lặng bỏ về cho họ tự giải quyết. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao, hôm sau cả xóm biết được chuyện gia đình chị Quyên. Đến chồng em trong bữa trưa cũng hỏi. Hôm qua các bà đi đánh ghen phải không? Tôi thấy bà về nhà mà có mùi rượu, thì đã nghi là có chuyện rồi. Nhưng mà nghĩ bà mệt, nên không hỏi để bà ngủ. Em lảng sang chuyện khác mà nói lại với Huy. Anh nhiều chuyện thật ấy thế nhưng mọi chuyện ở cái xóm nhỏ không dừng lại ở đó. Mấy hôm sau, ba đứa bọn em lại tụ họp. Tay Hoa hỏi chị Quyên. Chị giờ sao rồi? Chị Quyên đáp lại cùng với những tiếng thở dài. Hôm sau chị gửi con. Rồi mời bố mẹ hai bên tới nhà và xả ra hết những gì bao năm qua đã phải chịu đựng. Và chốt lại một câu. Còn muốn ly hôn ngay lập tức. Em tò mò lại hỏi. Thì mọi người phản ứng ra sao ạ? Chắc ông bà nội ngoại sốc lắm nhỉ? mà chị đã suy nghĩ kỹ chưa? đừng vội vàng quyết định chị ạ. À. chị còn con cái nữa mà, gia đình bao năm xây dựng không thể vứt bỏ dễ dàng. chị quên trả lời bằng cách giọng đều đều. khi chị nói ly hôn thì hai bên bố mẹ cũng khuyên can nhiều, còn lão hùng thì quỳ xuống chân cầu xin, rồi hứa không dám làm gì trai ý chị nữa. mà chị bực mình thì nói ly hôn vậy thôi, chứ dễ gì? tuy là không ly hôn, nhưng mà chị nhất quyết khiến cho gã chồng tệ bạc phải khổ sở để trả thù. Bây giờ tiền nong chị quản hết rồi đầu tư làm ăn Chị cũng sẽ tích cóp riêng cho mình một phần Cái hoa thì nói với giọng đầy hậm hực Phải em á Thì còn khiến ông Hùng sống không bằng chết Chị Quyên lại cười Rồi nói với cô ấy Cô Hoa chịu gọi con bé em họ của cô Tới tiệm trà sữa uống nước cùng chị nhé Chị còn chưa có dịp chính thức cảm ơn mọi người Rồi chị quay sang nói với em Cả cô Hiền nữa Nhớ phải tới đấy Mấy chị em hẹn hỏi nhau cho vui chúng ta cũng phải có thời gian dành cho riêng mình chứ cứ hy sinh cho gia đình mãi thì thiệt thân quá em gật đầu đồng ý vâng ạ à, vậy chiều nay khi chị đi thì gọi em nhé em và chị đi cùng nhau chị quên tươi cười đáp ừ vậy quyết định thế nhé lúc em về nhà thì huy nói với em dạo này em khác quá đấy đừng có quan tâm chuyện nhà người ta nhiều quá lo cho nhà mình đi trả nhà ai tốt cả đâu đàn ông trăng hoa là không đúng nhưng mà mấy ai thấy gái đẹp mà không động lòng em bực mình lại cãi anh hay nhở anh nói thế bằng hòa đàn ông bọn anh chị tại biện minh cho nhau thôi thế đàn bà bọn em cũng thế thì sao liệu đàn ông có chấp nhận được không phụ nữ có thể khen diễn viên hàn quốc đẹp có thể ngoái nhìn chàng trai khôi ngô trên phố thế nhưng bảo động lòng mà muốn tán tỉnh chiếm hữu thì ít con đàn bà nào làm thế vậy mà đàn ông lại cứ thấy đẹp thì xả vào đó đưa là sao sự công bằng ở đâu ra Huy nhăn mặt không giải thích mà trả lời em. Thì anh có nói là những người đàn ông đó đúng đâu. Ý anh, em nên dành tâm trí cho anh và con thôi. Miễn là anh không như anh hùng là được. Em muốn giao lưu với bạn bè, anh không cấm. Nhưng mà đừng có tham gia vào những chuyện tào lao của bọn họ. Không khéo, đường dừng lại mang họa vào thân. Như thế có phải là mệt mỏi không? Em vẫn ngang ngạnh và bảo vệ quan điểm của mình. Đã gọi là chị em bạn bè, thì có gì cũng giúp đỡ nhau. Chứ anh nói thế, thì đúng là suốt ngày ra giả với mấy chữ chiến hữu, suốt đời là anh em nhá. Huy đuối lý nhưng vẫn cố nói với em. Anh chả chấp cái con người ngang ngược như em. Anh không thèm nói nữa đâu. Nhưng mà em tới lúc gặp rắc rối á, thì đừng có trách anh. Khi đó, anh cho em ngủ ngoài đường đấy nhá. Em bị môi. Anh dám á. Câu chuyện chỉ kết thúc khi em tới giờ đón con và phải đi chợ nữa. Chiều tối, em cùng ba người chị em ngồi ở quán trà sữa như đã hẹn. Cả bọn nói chuyện vui vẻ thì nghe tiếng bên cạnh có hai người đàn ông cũng uống cà phê ở đó. Người mập mạp với cái giọng ồm ồm hách dịch, ra dáng quan xếp, nói với tên thanh niên trẻ và gầy gò. Chủ tính thế nào? Liệu có cho thằng Quang ứng lương không? Thằng này làm lâu năm, anh cũng không muốn mất lòng. Nhưng mà trường hợp ứng lương kiểu này nó không đúng. Chẳng ai có thể cho nó ứng trước lương kiểu đó cả. Kể cả công ty anh là công ty tư nhân. Cậu thanh niên trẻ đáp lại với giọng điệu nịnh bợ của kẻ dưới. Cái này anh cứ xem xét ạ. À. Quyền hành là của anh. Chứ đứa tiểu tốt như em không dám có ý kiến ạ. À. Bên tỉnh bên lý, anh làm thế nào em cũng ủng hộ. Lão xếp lại hề hà. Đấy, không phải ai cũng hiểu cho cái khó của lãnh đạo như cậu đâu. Nếu ai cũng như cậu thì tôi đỡ mệt thân. Ví như chuyện này chẳng hạn. Không cho cậu tạo ứng lương thì quá đáng. Mà cho ứng thì tạo tiền lệ xấu. Đó là câu chuyện của bọn họ. Vốn dĩ chẳng liên quan gì tới bọn em. Thế nhưng, Cả em cùng chị Quyên cùng Nhung đều ngạc nhiên khi Hoa lắng tai nghe câu chuyện của hai người đàn ông một cách chăm chú với khuôn mặt hết sức nghiêm trọng. Chị Quyên quay sang nói với cô ấy. Cô Hoa sao mất tập trung thế? Hoa lại đưa tay lên miệng xịt một cái, ra hiệu cho chị Quyên và bọn em im lặng để tiếp tục nghe câu chuyện của bàn bên cạnh. Lần này, cậu thanh niên kia lại nói. Hay là để cho vẹn cả đôi đường, anh không cho anh Quang ứng lương, nhưng anh cho anh ấy vay tiền nhưng mà em không hiểu gia đình anh ấy có chuyện gì mà cần tiền gấp tới nỗi này nỉ xếp cho ứng lương như vậy. Ông xếp kia xua tay rồi nói. Thế không được, nói thật. Tớ có quỹ đen cũng là đủ để tiêu riêng cho bản thân. Chứ ngoài ra thì bao nhiêu tiền mụ vợ tớ nó giữ hết. Mà cậu ta lại nuôi bổ nhí. Không hiểu rõ con đó bắt được thóp cậu ta hay là có gì mà cậu ta cầm tiền cho con đó. Mà thôi, cậu đừng bận tâm, cũng đừng có nói ra. Cậu thanh niên thảo mai đáp lại. Vâng ạ. À. Sau đó hai người đi rồi mà Hoa còn đâm chiêu mãi. Khuôn mặt cô trông rất khó coi và đây là tâm trạng buồn giàu cùng sự giận dữ. Em liền lên tiếng hỏi. Cô Hoa, cô bị làm sao thế? Hoa nắm chặt tay tới nỗi tay đỏ ửng Cô ấy trả lời em một câu như chút hết nỗi lòng. Ông ta là sếp của chồng em. Nãy giờ em nghe người đàn ông kia nói tới tên Quang lại cứ nghĩ rằng đó là sự trùng hợp. Bây giờ chính cô ấy nói như thế khiến em giật mình. Còn Nhung thì cũng bất ngờ không kém Còn bé nói Gì cơ? Thế là chuyện ông ta nói lúc nãy Là anh Quang nhà chị hả? Sao anh ấy lại đổ đốn như vậy? Tội này không thể tha Chị Quyên cũng tham gia câu chuyện Đúng là trên đời này Đàn ông là cái loại bạc bẽo nhất Đến ngày cả chú Quang Cô luôn để phòng và quản lý như vậy Mà vẫn mèo mỡ được thì chịu thật Em cũng lựa lời an ủi Bình tĩnh nhá Hồi trẻ em luôn bên cô Chúng ta luôn là một nhóm mà Còn bé Nhung lại nêu ý kiến các chị làm một trận nữa chứ. Hoa mắt sáng lên và đề nghị. Các chị em giúp em trả thù đối cầu nam nữ này nhá. Hận này, em không nuốt trôi được. Bốn người đàn bà bọn em nhất trí cao và quyết tâm giúp Hoa được tọa nguyện. Gì thì gì, nguyên cái tội đuôi bổ nhí rồi lại lo cả tiền nong cho nó. Dại gái thế thì không thể nào chấp nhận được. Lúc sau, Hoa lại ấm ức nói. Mẹ nhà nó, còn ở nhà cho ăn những thứ đắt tiền, nhiều khi không dám, cũng vì kinh tế còn chưa ổn định lại mới ra ở riêng. Thế mà thằng chết tiệt đó còn đèo bòng bồ bịch vợ lẽ. Đúng là không thể chấp nhận được. Lần này em quyết ly hôn. Chị Quyên lại quyên cô ấy. Bình tĩnh đã cô ạ. À. Giải thích thế nào thì tính sau. Trước hết cô đừng có nóng vội. Chúng ta cần phải biết chính xác mọi chuyện là như thế nào. Chỉ ít cũng phải biết rõ con kia nó ở đâu là ai. Bây giờ chưa gì đã ngửa bài. Không có bằng chứng. Lại mang tiếng là ghen bóng ghen gió. Có phải lại ôm cục tức không? Hoa lại giở cái thói nóng này đáp lại nhưng mà em bực lắm làm sao mà nhịn nổi rồi xem như không chứ em tính về nhà tra khảo hắn ta thể nào cũng lỏi ra bộ mặt tệ bạc dù có chối thì chắc chắn cũng có sơ hở em cũng tham gia vào câu chuyện mà nói với cô hàng xóm cô cứ nghe chị và chị quyên đi nghe hết biết địch biết ta trăm trận trăm thắng chưa bây giờ cứ làm như không có gì để từ từ điều tra về cái con tiểu tam kia đã đến ngay cả nhung cũng thấy lời em và chị quyên nói có lý mà khuyên chị họ hai chị ấy nói đúng đấy chị phải biết rõ con đấy là ai chứ cứ cố gắng nhịn một thời gian đi tới khi biết rõ nó từng chân tơ kẽ tóc thì em sẽ giúp chị hả giận chắc chắn bọn chúng không được yên lành với em thế nên chị đừng nóng vội mà rất dây động rừng Hoa liền đáp lại nhưng mà chị phải làm thế nào chị quyên lại bày cho cô ấy như một người rất có kinh nghiệm trước hết cô phải bình tĩnh đã bây giờ mà về nhà cứ vờ như không biết gì nhớ là phải vui vẻ bình thường Đừng có để chú Quang thấy điều gì không ổn. Sau đó, cô dình xem chú ấy lộ sơ hở gì không? Như là qua Facebook, Zalo ấy. Cô tìm cách ăn cắp mật khẩu để vào theo dõi. Thể nào hai kẻ đó chẳng liên lạc với nhau. Sau khi biết chính xác nick của cô ta, thì cô nhớ chụp màn hình đoạn tin nhắn qua lại của bọn họ, rồi tìm tới tận hang ổ của bọn họ thôi. Hoa trả lời chị Quyên. Nghe thì đơn giản vậy, nhưng mà đầu tiên là làm thế nào để có mật khẩu Facebook Zalo của hắn ta? em cũng thêm lời mà đáp lại đương nhiên là phải thuê hacker rồi việc liên hệ thì cô để chị lo giúp chị để giúp chị quyên lo việc này mà hoa rất phấn khởi cô nàng díu dít. cảm ơn mọi người ạ à. cậu mày có mọi người sáng suốt giúp đỡ chưa kẻ hữu dũng vô mưu như em thì chị muốn về ngay nhà mà choảng luôn tên phản bội kia một trận rồi tra khảo hắn cho nhanh ạ à. sau một hồi thì nhung lại nói vậy mọi chuyện quyết định vậy nhá. các chị cứ bàn bạc đi còn chị hoa cũng y như mọi người dặn mà làm. Thì có biến, thì mới hành động và alo cho em nhé. Em luôn sẵn sàng, cũng muốn đấm cho chết bớt cái lũ đàn ông khốn nạn đi. Chốt lại câu chuyện rồi bọn em đi về. Ba hôm sau, Khoa lại nhắn tin nói em qua nhà chị Quyên, có chuyện cần bàn. Biết cô ấy đã có thông tin gì đó của con bồ, nên em cũng sang ngay. Bỏ cả bữa cơm đang ăn dở, mặc cho chồng mắng. Ăn cho xong bữa đi, chửa nuốt trôi cơm, đã đi đâu? Chỉ tài hóng hớt thôi em cũng chỉ cười trừ rồi đi luôn. Huy nhìn em với ánh mắt bất lực, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Em sang nhà chị Quyên với tâm trạng hồ hởi và hỏi cây hoa. Có gì tiến triển hả cô hoa? Nói đi, cho chị em cùng nghe với. Lần này, hoa mặt đỏ bừng bừng, cô nàng uống một hơi hết cốc nước lọc chị Quyên vừa rót mà tâm trạng không khá hơn. Đôi mắt trợn ngược rồi lại long lên dòng sọc khiến em khiếp phía. Đến khi chị Quyên nói, Thôi nào, đã bình tĩnh, hạ hỏa chưa nào? Lúc này Hoa mới nói. Em xem được đoạn inbox của thằng chồng giả tạo của em và có đĩ mặt dày kia rồi. Mẹ nhà nó. Thằng chồng em cứ đòi một hai đòi cho tiền. Con này lại từ chối. Nó giả vờ thanh cao, làm thằng chồng em càng như bị mê hoặc mà nhất quyết cho tiền. Mà lại ngày càng nhiều chứ. Thế cô điên không? Chị Quyên chen vào nói. Bọn này bây giờ kinh khủng lắm. Nó chiều trò cả đấy. Chỉ bọn đàn ông ngu si là bị mắc lừa. Nó cứ giả vờ cảnh cao á Thì đàn ông mới càng muốn nó chứ Như bị quấy vào tâm can Hoa liền đáp lại Thì đấy, thế nên em mới điên Vợ ở nhà mua bộ quần áo thì nói mát mẻ Em mua vừa thôi Chứ không mấy cái xốp ấy không có đủ người để ship Mà không ấy Thì để anh xin luôn số tài khoản của mấy xốp đó Rồi nói kế toán hàng tháng Gửi luôn luôn sang cho họ Em lại phải lựa lời cho cô hàng xóm Hạ Hòa Thôi, chuyện đấy bỏ qua Thế tóm lại là cô biết cái con trời đánh ấy là ai chưa? Để chúng ta tiến hành kế hoạch diệt phò. Không ngờ, Hoa lại giận dữ hơn, cô ấy lại nói. Còn đó với em chẳng có gì xa lạ. Đó chính là con người yêu cũ của Lão Quang nhà em. Nghe nói nó tham giàu, nên đang yêu Lão Quang, thì đụng một cái đi lấy Lão già nào đó là Việt Kiều. Em cứ nghĩ Lão Quang phải hận con đó lắm. Ai ngờ, Lão lại ngu ngốc, lại cứ chăm chăm, nhớ vờ cái máng lợn cũ. Đúng là, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Em cũng đã lường trước rồi, cuối cùng cũng không đỡ nổi, cái này người ta gọi là tránh trời không khỏi nắng. Chị Quyên nói với Hoa, cô à, có câu tỉnh cũ không rủ cũng tới, không phải bỗng nhiên người ta nói thế đâu. Nhiều khi không đến được với nhau nên họ cứ luyến tiếc, cứ tự để cho thoải mái xem, có khi ba bảy hai mốt ngày lại chán nhau rồi cạch mặt không biết chừng. Hoa giận tới nỗi đỏ mặt tía tay và gắt lên, thì bây giờ em đang muốn thả xích cho chúng nó thoải mái đến với nhau đây. Em lại khuyên can Bình tĩnh đi cô Bây giờ chúng ta phải hành động chứ Ngày ngày mai Chúng mình phải theo dõi để có lấy bằng chứng Hoa như bừng tình Cô ấy nói Vậy mai chị đút giúp em nhé Sau đó chúng ta sẽ cho bọn mèo mả gà đồng ấy một trận Hôm sau như kế hoạch đã định sẵn Em và chị quên mặc quần áo kín Bịt khẩu trang đeo mắt kính Và đi trên con lít như ninja Vừa tan sở Bọn em đã thấy cậu hàng xóm te te vì trên chiếc exciter quen thuộc. Cậu ta phóng xe nhanh như gió, khiến em mấy lần suýt bị mất dấu. Cuối cùng, cậu ta rẽ vào con ngõ nhỏ và dừng trước một căn nhà rất đơn sơ. Vì đứng cách ở đầu ngõ đó tận 200 mét, tránh cho khuất để quang không nhìn thấy bọn em mà biết bị theo dõi. Nhưng chỉ cỡ vài phút sau, thì cánh cửa sắt được mở ra và có một người phụ nữ bế bé, bé gái ra cổng đón quang. Dù không tận mắt thấy cái dung nhan của kẻ lăng loàn, thế nhưng bản thân của em cảm nhận cô ta là một người phụ nữ khá xinh đẹp, dáng cao gầy. Còn con bé lại với từ mẹ nó quảng qua cổ chú hàng xóm nhà em bé. Bất giác, chị Quyên nói với em. Này cô Hiền, chồng họ cứ thân thuộc như là một gia đình vậy nhỉ? Em giật mình hỏi lại. Chị có cái ý nghĩ gì kỳ lạ vậy? Chị có biết là họ ngoại tình cơ mà. Chồng cô ta không giống một người vợ yêu chồng đâu. Mắt chị nhìn ra sao mà ra một gia đình vậy? Chị Quyên vội phân bua. Thì chị thấy con bé nó có vẻ yêu thương chú Quang như bố ấy. Cái cảnh đó giống hệt như nhà chị. Mỗi khi anh Hùng đi làm về thì cô Hải đều đòi ôm cổ bố. Trong đầu em, những ý nghĩ không hay lại nảy ra. Thế rồi em buột miệng nói với chị Quyên. Hay là con bé đó là... Em chưa nói hết câu mà chị Quyên cũng hiểu ra vấn đề mà lại nói. Lẽ nào lại thế? Lẽ nào con bé đó là con của chú Quang? Em lại suy nghĩ tiếp trong giây lát còn bé đó nó sàn sàn tuổi của cô Tít ở nhà Mà cô ta lại là người yêu cũ của chú Quang Vậy thế nghĩa là sao? Chị Quyên cũng im lặng một hồi lâu Mới trả lời em Cái này khó hiểu thật Nhưng mà theo lời cô Hoa Thì chú Quang đã bị cô ta đá đi để lấy chồng giàu cơ mà Thế thì con bé đó phải là con của lão kia chứ Em không thể giải thích nổi Cuối cùng thì đưa ra ý kiến Thôi Bây giờ cứ theo dõi rồi về nói lại tình hình của cây hoa đã còn làm gì tiếp theo thì tính sau nếu có thế nào cũng là để gia đình họ tự giải quyết chị quyên cũng đồng ý với em ừ vậy chúng ta cứ theo dõi tiếp đi vậy là bọn em lại tiếp tục chăm chú nhìn người hàng xóm quang vẫn không vào nhà đó cậu ta vẫn chỉ đứng ở cổng rồi sau khi thơm vào má đưa bé cái đó thì lại đưa cho người phụ nữ kia túm đồ rồi phóng xe đi luôn bọn em sau đó cũng để cậu ta đi một đoạn thì lại bám theo sau Thế nhưng, Quang mua một con vịt quay rồi vào nhà luôn mà không rẽ vào đâu cả. Em và chị Quyên trên đường đi thì đều im lặng. Cũng bởi bọn em đều suy nghĩ về chuyện đó. Rốt cục, bé gái có phải là con của Quang không? Mà cậu ta lại yêu thương nó, mà không hận người phụ nữ kia. Mọi hình ảnh và suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu em. Tối hôm đó, cả nhóm lại tụ họp. Chị Quyên báo cáo lại tình hình. Chị và cô Hiền đã theo dõi chồng cô rồi đúng là chú ấy có đến thăm mẹ con cô ta và còn thân thiết với bé gái con của cô ta lắm. Hòa sồn sồn hỏi luôn. Các chị còn nhớ địa chỉ của con đĩ đó chứ? Em thay chị Quyên trả lời. Đương nhiên là có chứ, không thể đi theo chồng cô làm gì. Nhung cũng thêm lời. Thế trôn lại là bao giờ hành động đây? Hòa đáp lại. Ngày ngày mai, chị Quyên ra dáng thủ lĩnh rất điềm đạm và có những ý kiến mang tính quyết định. Chị nghĩ chúng ta cứ tới xóm nhà của ta trước. Khi chú Quang tới đó, thì chúng ta xồ ra bắt quả tang, còn mọi việc thế nào thì để cô Hoa tự giải quyết bọn em đồng thanh hô to vậy cứ thế đi ạ tới giờ hẹn bọn em bốn người đi hai xe máy đến đó đúng như đã tính toán trước đấy là quang thình lình xuất hiện với túi đồ và lại đứng trước cửa gọi cô ta cũng như đã quen với điều đó người phụ nữ ấy lại bế con ra cổng và con bé lại để bá cổ quang cho cậu ta bế họ xem tới đây thì giận dữ phỉ xe ra tới đó luôn còn bọn em thì cũng theo cô nàng Rồi hoa quát lớn Lũ chúng mày giỏi lắm Lại được cả đôi thích chơi trò ăn đồ dai Không nuốt, lại nhè ra Rồi tiếc quá lại bỏ vào miệng nhai lại à Người đàn bà kia có vẻ xấu khổ Thì đỏ mặt cúi xuống, không dám ý kiến Còn bé cũng run tới nỗi Không khóc nổi, mà bám chặt vào quang Còn quang cũng tái mặt sợ hãi và tỏ ra rất bất ngờ, nhưng sau đó lại vội vã nói với vợ. Em nghe anh nói đã, đừng có vội vàng nhận định cái gì cả, Mọi chuyện em nhìn thấy hay nhận định cũng là do phỏng đoán của em mà thôi, sự thật nó khác cơ. Hòa như bị kích động tới cực điểm, cô ấy lớn tiếng quát chồng. Vậy anh nói xem, cô ta với anh là tình cũ, tại sao anh còn tìm đến chăm sóc lại cho tiền cô ta? Trong khi tôi là vợ anh, đã bao giờ anh cho tôi tiêu tiền thực sự thoải mái chưa? Dù tôi biết mình đang khó khăn nên không hề kêu ca, nhưng anh lại đã đem tiền cho cô ta thì tôi không thể chấp nhận được. Còn tôi sinh ra, nó cũng là con anh, nhưng thằng bé cũng chưa bao giờ được anh chủ động mua một món ăn ngon hay đắt đỏ nếu tôi không nhắc. Quang cúi mặt nhìn xuống đất rồi lý nhí đáp lại. Anh xin lỗi, nhưng mà con bé nó thiếu thốn hơn con chúng ta. Anh hứa sau này sẽ cố gắng cho em và con cuộc sống tốt nhất. Anh thông cảm cho anh có được không? Họ nghe những lời ấy thì càng thêm giận dữ. Cô ấy giang tay và thẳng vào mặt chồng rồi mắng. Anh là thằng chồng khốn nạn, là ông bố tôi. Anh dám mở miệng nói thường con của tình cũ thiếu thốn, còn con anh thì bây giờ đầy đủ à quang mắm môi cố chịu đựng cơn thịnh nộ của vợ rồi bất chợt thốt ra bởi vì con bé nhưng từ đó vừa thốt ra thì cô người yêu cũ đã đưa tay bịt miệng cậu ta lại mà nói gì này đừng nói gì cả hành động này của cô ta làm hoa nóng mắt bật đập cô ta ngã rối rụi quang vừa bế con bé vừa ngăn vợ rồi lại nói em bình tĩnh nghe anh nói đã anh giúp đỡ vì vì con bé là con của anh cô người yêu cũ bật khóc nước nở còn Hoa thì sững sờ như chết đứng giữa trời vì xét đánh. Cả ba đứa bọn em cũng sốc. Từ đã nghĩ tới trường hợp này, nhưng nghe tránh miệng quang thừa nhận khiến bọn em cũng thấy khó chấp nhận sự thật. Cả đám bọn em có đuổi bắt gian tình thất bại thảm hại khi chưa làm ăn được gì. Cuối cùng cũng dối trí mà chỉ biết nhìn ba người bọn họ. Ôi thần linh tiên địa ơi, chính bản thân em cũng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa rồi. Bọn em còn đã không biết nên chuồn đi hay cứ đứng đó chứng kiến chuyện này. Bởi vì lúc đó làm gì cũng dở và trong thấy bí. Nhưng mà ngay lúc ấy, Hoa lại sốc ngã vật ra như thân chuối đổ. Quang hoảng hốt, thả đứa bé xuống rồi đỡ vợ. Cậu ta kêu lên. Giúp tội với. Cái nhung để cho xe nổ máy rồi nói với người anh rể họ. Anh cứ bế chị ấy ngồi lên đây để em chở đi. Bệnh viện cách đây chưa tới một cây đâu. Quang hoảng loạn không nói câu nào mà chỉ biết nghe lời còn em và chị Quyên cũng đi theo sau. Khoa thực ra không có gì nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ là cô ấy cần tĩnh dưỡng. Khi em và chị Quyên đang ngồi ngoài ghế chờ, ở hành lang thì Quang bước ra và ngồi xuống cạnh bọn em. Chị Quyên hỏi cậu ta. Cô ấy tỉnh chưa? Quang gật đầu đáp lại. Hoa tỉnh rồi ạ. À, cô ấy đang truyền nước ở trong phòng. Nhưng mà vợ em rất giận và nói không muốn nhìn mặt em. Chị Quyên lại khuyên. Cô ấy đang sốc, chú cứ từ từ. Lỗi cũng dò chú, Lần này chú sai rồi, lo mà chuộc lỗi đi. Nếu không muốn cô tít cũng không có gia đình trọn vẹn như bé kia. Hoàng như muốn ỏa khóc, cậu ta lại than thở. Nhưng mà em có nỗi khổ riêng. Em không nhịn được tính tò mò và cũng tham gia câu chuyện. Thế chú kể ra đây xem nỗi khổ của chú thế nào? Nếu đúng như vậy, thì tôi sẽ tìm cách nói cho cô Hoa hiểu mà tha thứ cho cậu. Hoàng đang ngồi khom lưng cúi mặt, liền ngẩng lên và quay sang em và nói. Chuyện là thế này, Em và vị yêu nhau được hai năm, tình cảm vốn dĩ đang rất tốt đẹp, thì bỗng nhiên cô ấy chia tay em rồi nói là đi lấy chồng. Sau đó em nghe cô ấy lấy lão già nào đó giàu lắm. Thời gian sau lại có tin Vi đã ra nước ngoài với ông ta. Thì ấy em đã suy sụp thực sự. Chính Hoa là người động viên em cố gắng. Nửa năm sau thì em ngồi ngoài mọi chuyện và tiến tới với Hoa. Chính thức yêu nhau ba tháng thì em đặt vấn đề cưới luôn vì em sợ đêm dài lắm mộng, không muốn yêu lâu nữa ạ. À. Kể đến đây, cậu hàng xóm lại như quá xúc động mà không nói thành lời. Chị quên xem chừng sốt ruột qua, liền chen vào một câu. những chuyện như thế thì liên quan gì tới nỗi khổ của chú? Lẽ ra, chú phải thấy may mắn vì có cô hoài yêu thương và nguyện xóa vết thương lòng cho chú. Còn chú phải trân trọng cô ấy mới đúng chứ. Quang làm bộ mặt rất khổ tâm, một hồi sau cậu ta mới trả lời. Nhưng mà sự thật là Vi không hề lấy đại gia gì cả. Vì cô ấy bị ung thư, mà biết rằng không thể sống trên đời lâu được nên mới để cho em hiểu lầm như vậy mà từ bỏ cô ấy. Sau này vì cũng không hề hóa trị hay dùng thuốc gì là bởi cô ấy phát hiện có thai với em. Nghe Quang nói thế thì cả em và chị Quyên đều ngạc nhiên tới sừng sốt. Tại sao chứ? Mọi chuyện lại thành ra thế này. Rồi chị Quyên lại hỏi cậu hàng xóm. Thế làm sao mà cậu biết được chuyện đó? Quang lại trả lời trong nỗi thống khổ. Hiện tại vì đang phải chống chọi với căn bệnh quái ác kia. Cô ấy sợ không thể gắng gượng được nữa. Nên đã tới tìm em cách đây một tháng và nói ra sự thật cũng như gửi gắm con gái cho em. Còn em cũng muốn nói chuyện này cho Hoa biết. Nhưng sợ cô ấy sốc nên mới tạm thời giấu để tìm cách từ từ nói với Hoa sau ạ. À. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra thế này. Bản thân em thấy mình tồi tệ khi để cả hai người phụ nữ của đời em chịu đau đớn và tổn thương ạ. À. Ta chị nói xem em phải làm sao mới vẹn cả đôi đường được. Em thực sự không biết phải làm sao nữa. Em hiểu hoàn cảnh khó xử của Quang và nỗi thống khổ dằn vặt của cậu ta. Nên lại nêu ý kiến. Bây giờ chỉ còn cách thuyết phục Hoa chấp nhận đứa bé thôi. Dù sao, vì cũng không còn sống được bao lâu. Nếu cứ thường cô ấy cho chọn đạo hiếu. Chị sẽ giúp chú nói chuyện với cô Hoa. Chị Quyên cũng hào hứng. Ừ phải đấy, chuyện này chú cứ để bọn chị lo. Có những chuyện, chị em phụ nữ dễ thấu hiểu và cảm thông hơn. Hoàng dối dít. Em cảm ơn các chị lắm ạ. À. Được thế thì lượng tầm em cũng thấy thanh thản hơn ạ. À. Em cũng biết Hoa cũng sẽ âm ức lắm. Nhưng mà vì đã vì em làm nhiều như vậy. Làm sao em bỏ mặc cô ấy trong lúc này cơ chứ? Em phải làm chọn đạo nghĩa với Vi. Sau đó mới bù đắp cho Hoa được. Ba người bọn em đang nói chuyện với nhau thì đằng sau có tiếng nói đằng sau vang lên. Vậy anh cứ làm theo ý anh đi. Cả em và chị Quyên cùng Quang đều giật mình quay lại thì thấy Hoa đã đứng ở đó. Quang sợ vợ giận thì hoàng hốt nói. Em bình tĩnh chưa? Đừng giận nữa. Em nghe anh nói có được không? Chẳng nhờ Hoa Bình thản đáp. Em đã nghe hết rồi. Em cũng đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Quang tròn mắt ngạc nhiên. Em chấp nhận ư? Hoa gật đầu đáp lại. Ừ, trong tình cảnh thế này thì không còn cách nào khác. Mọi chuyện đã thế. Không lẽ em còn ghen với kẻ sắp chết hay sao? Anh cứ nói chị ấy yên tâm. Em sẽ thương con bé như cu tít. Nếu chị ấy cần giúp đỡ thì cứ nói với chúng ta. Em cũng không tính toán nữa. Quang nghẹn ngào như sắp khóc. Cảm ơn em, anh nợ em rồi, anh hứa sẽ dành quãng đời còn lại để bù đắp cho em. Hoa cười rất hiền hậu. Chuyện đáng thôi mà. Em cũng nói vài lời tốt đẹp để cổ vũ tinh thần cho cô hàng xóm. Cô đúng là hiểu chuyện và rộng lượng quá. Cô đáng được hạnh phúc, cứ xem như là sông bão cuộc đời đi, quả cơn mưa trời lại sáng. Thế là mọi chuyện tưởng tồi tệ lại kết thúc êm đẹp. Sau đó thì em và chị Quyên cùng cả nhung nữa, bọn em ai về nhà nấy. Lúc về nhà, Em kể chuyện đó cho chồng nghe Huy thản nhiên bảo Anh biết chuyện cô Vi rồi Hai anh em ở cùng xóm từ khi bé cho tới bây giờ Thế nên Quang có người yêu rồi chia tay cũng tâm sự với anh Rồi khi Vi mang bầu thì anh cũng biết Nhưng Huy lại nghĩ cô ấy có thai với chồng Ngày khi em nói đứa bé đó là của Quang Thì chồng em lại thở dài mà cảm thán một câu Số phận thật trớ trêu Em tiện miệng hỏi chồng một câu Anh cũng rất thương Vi phải không? Huy không trả lời mà lại nói Lúc nào em thu xếp đi, rồi chúng ta tới thăm cô ấy nhé. Vì bảo Hoa đều là những người phụ nữ thật cao thượng. Cái ngõ nhỏ xa trung tâm ấy của bọn em lại trở về với cuộc sống yên bình. Hoa cũng đã đón bé Na là con gái của Vi tới nhà thường xuyên. Cũng coi như là để con bé dần quen với gia đình mới. Quan trọng là tới tới khi tương lai phải đối diện với ngày không còn mẹ rồi thì sẽ dễ thích nghi hơn. Em nghe thế cũng thật đau lòng. Nhưng mà trẻ con nó vô tư thật. Con bé nó ngây thơ nói. Con vui lắm vì con có bố Quang này, có mẹ Vi này, rồi có cả mẹ Hoa nữa. Ai cũng thương con hết, con thích lắm. Quang ôm lấy con bé đỏ mặt vì chẳng biết nói sao. Ngay cả đến Hoa cũng phải gượng cười. Tất cả bọn em đều sợ tới lúc Vi không chống chọi được nữa. Bởi cô ấy đã chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi. Người lớn đều đau xót cho hoàn cảnh éo le đang diễn ra trước mắt. Dù chỉ có trẻ con luôn ngây ngô như vậy. Vì ngoài bé Na ra thì cô Cũ Tít cũng tỏ ra thích thú khi có bạn chơi. Nó luôn díu dít khoe với mọi người. Nhà con có chị Na đấy. Xem ra nhân quả luôn báo chẳng sai. Gieo giống gì thì gặt giống đó. Khoan hãy đánh giá việc quang làm là tốt xấu thế nào. Bởi lỗi đôi khi cũng là bởi định mệnh. Nhưng mà mọi kết quả đều có nguyên nhân khởi đầu của nó. Có những điều trên thế giới này khó mà giải thích được nên người ta hay đủ cho tâm linh như là tại số hay là do duyên. Thời gian lại thấm thoát trôi đi, cuộc sống ở cái xóm nhỏ vẫn diễn ra như thế. Em cùng chị Quyên, Hoa và Nhung ngày càng thân thiết và hay qua lại. Huy nhiều lần hỏi em. Vợ, em đã hiểu thế nào là tham vọng chưa? Bây giờ em hài lòng về cuộc sống của mình chưa? Hay là vẫn cứ thích những thứ bóng bẩy ở ngoài kia? Em nhăn mặt khó chịu đáp lại. Ý anh là sao? Anh cứ thích nói bóng gió những điều gì em chả hiểu. Huy nói thẳng tuyệt. Anh muốn hỏi em là, đã hiểu thế nào là chồng người ta chưa? Hay là vẫn cứ mơ mộng viển vông, nghĩ chồng thiên hạ tốt? Cứ em thấy, chỉ là hình ảnh bên ngoài thôi. Em cười rồi tặng lờ mà nói. Anh đang tự phụ đấy à? Nói cho anh biết đừng có mà tinh vi. Nếu anh dám có hành động gì không tốt thì đừng trách em đấy. Anh sống chuẩn thì cũng chỉ bình thường thôi. Nhưng mà sống lệch thì lớn chuyện đấy. Em quyết không tha thứ, thế nên đừng có tự phụ. Huy đáp lại một cách khó chịu. Em thật là ngang ngược. Nửa năm sau thì Vi mất sau hai đợt hóa trị. Khi đó cơ thể của cô ấy đã quá yếu và không thể tiếp nhận thuốc được nữa. Hôm ấy trời mưa như chút. Người ta bảo rằng ai mất vào hôm mưa lớn là đã tận số. Cả mấy đứa bọn em cũng đi dự đám tang của cô ấy mà buồn thay lương. Hòa cũng tới đó lo hết những thủ tục hậu sự cho người cũ của chồng. Còn Quang thì ngồi bên linh cữu của Vi Cậu ấy không khóc, nhưng nét mặt lại sầu tái tê. Em cũng nghe Hoa nói, trước đó vợ chồng Quang vào Hoa đã xin phép nhận mẹ đẻ của Vi là mẹ để tiện thể qua lại thăm hỏi. Rốt cục, mọi chuyện lại thành ra chẳng ai biết trước được. Đến khi em và chồng đi về tới nhà, thì thấy hai người cãi nhau to tiếng ở nhà đối diện. Đó không ai khác, là mẹ chồng nàng dâu nhà bà Hạ và cô Sen. Mẹ và vợ cậu Toàn. Bà Hạ vốn là kẻ tranh chua, Thế nhưng số kiếp dư dùi thế nào mà con dâu cũng không kém phần long trọng. Ngày đầu, cuộc chiến giữa hai người đàn bà của hai thế hệ đã khiến cho người đàn ông duy nhất trong gia đình là cậu Toàn bất lực. Hôm nay, không biết có chuyện gì mà bà Hạ lại như con dâu. Mẹ trai nhà nó chứ? Không hiểu nó cao vía, hay do nhà ta số bạc mà vớ phải mẹ dâu bà dâu à? Nó, nó là phải lên cái tầm cụ dâu. Đúng là cái thứ vô giáo dục, còn nhà vô học. xem không nhịn mà đáp lại mẹ chồng với giọng đầy thách thức. Ý mẹ nói cụ dâu nào thế ạ? À? Nhà này có mỗi con là con dâu thôi. Hay mẹ lại nhớ những câu trước kia bà nội mắng mẹ à? Bà hạ đỏ mặt phía tay. Tôi đang nói chị đấy. Nhà tôi thật vô phúc. Mới có cái loại con dâu bố láo bố toét, mất dậy nanh ngọc như chị. Không ngờ sen không hề nao núng mà thủng thẳng đáp lại một câu. Nồi nào úp vùng lấy mẹ ạ. Còn láo toét mất dậy nanh ngọc mới chịu được đứa con ham chơi phá tán lửa lọc của mẹ. Anh ta đang bám váy con đấy, mà mẹ mắng con thì được, chứ đừng có động đến cha mẹ con. Bà Hạ lại sừng cổ lên mà mắng con dâu. Này, con trai tôi làm sao? Mà nó có hư hỏng cũng là do chị không biết khuyên bảo nó. Chị xem, loại vợ như chị có phải vô dụng quá không? Tôi còn chưa mắng thẳng vào mặt bố mẹ chị là nể rồi đấy. Xen chống nạnh bằng cãi mẹ chồng. Chứ không phải mẹ lúc nào cũng cưng anh ấy Như trứng mỏng à Người ta nói con hư tại mẹ Chứ ai nói chồng hư tại vợ Bà hạ cạn lời với con dâu Mà tức giận phòng mang trợn má mà than trời Ôi cào xanh trông xuống mà coi Xin ngài hãy vận anh, Vật chết cái đứa đó cho con Xem thấy vợ chồng em đã chứng kiến tất cả Nhưng cô ấy không hề tỏ ra xấu hổ Hay cảm thấy có lỗi cho hành động của mình Xem ngúng quẩy, Bỏ vào nhà mà mặc mẹ chồng Đúng lúc ấy thì Toàn về, cậu ta phi xe vào tận sân rồi phanh kít sau với cái vẻ mặt hầm hầm nói với mẹ. Nhà cửa sao lại ẩm ý rồi? Cái nhà này lúc nào cũng như cái chợ ấy. Thế thì hỏi ai dám về? Bà Hạ lại được thể mách tội con dâu. Anh xem con vợ trời đánh của anh kia kìa. Nó còn đang trách móc, sao tôi lại đẻ ra cái loại như anh để bám váy nó? Nó còn rủa tôi không biết dậy anh kia kìa. Sen lại ngó đầu ra cửa và nói lại mẹ chồng. Thế sao mẹ không kể là mẹ chửi con mất dạy, láo tuét vô giáo dục. Chứ kể cả trước mặt con trai mẹ thì còn cũng nói. Con trai mẹ bám váy con đấy. Con nói sai à? Là chồng là cha, mà đã lo cho vợ con được cái gì chưa? Bà hại định mở miệng chửi con dâu thì toàn khủng lên mắng. Thôi thôi thôi, tôi xin các người, để cho tôi yên, mỗi người nhịn một câu. Nói dứt lời thì toàn lại lên xe phóng đi mất. Chỉ còn lại mẹ chồng và nàng dâu nguyết nhau rồi đi mỗi người một hướng bà hạ thì chắc lại sang hàng xóm để kể số con dâu còn sen thì bỏ vào trong nhà hôm sau đi chợ em gặp sen cô ấy chào em chị hiền đi chợ mua được nhiều đồ chứ chị em gật đầu khách giáo đáp lại ờ à, cô sen cũng đi chợ à khác hẳn với thái độ đanh đá hôm qua sen vui vẻ lễ phép vâng ạ à. thấy cô ấy cũng dễ gần nên đến khi về cùng thì em mới nhẹ nhàng khuyên hôm qua nhà em có chuyện gì à sao lại to tiếng thế vậy là cô hàng xóm được trẻ thì lại kể lể mọi chuyện á tại các thằng chồng em chị ạ à. trước đây em thấy đẹp trai ga lăng nên ham mà vội vàng cưới bây giờ lộ ra toàn những không tử tế lại còn chơi bời anh ta không còn nợ xã hội đen tùm lum bây giờ á em chỉ muốn biết rõ anh ta đã làm những mà khó suốt ngày đi vào hành tung bí ẩn rồi mẹ chồng lại suốt ngày bệnh con trai chằm chặp em muốn ly hôn mà chưa tiện chuyện cứ như thế cho tới vài hôm sau thì Sen lại sang tìm em. Lúc đó cũng phải cỡ 9 giờ tối, cô ấy nói. Chị Hiền à, chị có thể giúp em, cùng em đi tìm chồng em được không? Anh Toàn đi từ hôm qua chưa về ạ. À. Em biết vài điểm anh ấy hay đến chơi. Em muốn đến đó mày ra gặp, hoặc biết tin tức, dù sao cũng là vợ chồng. Em nghe thế thì màu hóng hớt trong em lại nổi lên. Với lại cũng thực sự muốn giúp Sen, nên em đồng ý mà đáp lại cô ấy. chờ chị một chút nhé, chị vào báo cho anh Huy một tiếng rồi đi sen lại trầm mặc không nói gì còn em thì vào bên trong thế nhưng em không nói gì nhiều để chồng lo lắng mà chỉ nói với huy cô sen rủ em ra phố có chút việc em đi rồi về ngay anh cho con ngủ đi nhé như mọi lần huy ú ớ rồi phản đối nhưng em vẫn cứ đi khi em định dắt xe ra thì sen lại nói rằng chị lấy xe em đi em dắt sẵn ra cổng rồi thế là hai con đàn bà lại phóng vù vù ở trên đường Lúc ấy, bỗng dưng trời đổ bão, gió thổi như muốn bay cả người. Trên đường lá cây từ hai bên rơi xuống lả tả, cùng với bụi bị gió thổi cuốn lên mà tạt cả vào mặt, em lo lắng hỏi xem. Chúng ta đi đâu? Cô ấy chỉ đáp lại. Cứ theo em. Sau đó thì xem chở em tới quán karaoke có tên là Mây Hồng. Cô ấy dắt em vào trong, khi đoàn người trong đó đủ thể loại, tự thắt cả vặt công sở. Khi bọn em vừa qua sảnh thì có đứa lễ tân chặn lại rồi nói. Xin lỗi, hai chị đi đâu ạ? À? Quán đã sắp đóng cửa rồi ạ, hôm nay trời bão lớn. Sen không nhịn được mà định to tiếng nhưng em kịp ngăn cô ấy lại rồi nói với nhân viên. Bạn chị gọi tới đây nên chị tới gặp một chút thôi, chị sẽ ra ngay. Không để hắn ta phản ứng, em kéo tay Sen tới luôn. Vậy nhưng mọi cố gắng đều là vô ích, khi bọn em nhòm vào tất cả các phòng đều không thấy bóng dáng của Toàn. Sau khi đã chắc chắn không có chồng ở đây thì Sen nói với em. Đi cùng em tới vài quán nữa nhé. Đã giúp thì giúp tới cùng không lẽ giờ lại bỏ mặc cô ấy? Vậy là em trả lời. Ờ, chị đã nói giúp em mà. Sen không nói gì mà lại dẫn em ra cổng. Ngoài đường phố xá, vẫn đang ồn ào bởi tiếng gió xít và lá rơi lả tả. Mọi người ai nấy chạy bão, mà phóng trên đường vù vù với những tiếng còi xe inh ỏi. Quá tiếp theo em và Sen đến, có tên là Mimi Mắc. Sen theo kịch bản, nói với nhân viên lệ tân. Chồng chị bị say, anh ấy gọi chị tới đón, anh ấy tên là Toàn, dáng người gầy nhỏ có dấu quay nón đấy em. Em biết anh ấy ở phòng nào không? Cô ta lắc đầu. Không chị ạ, à, đặc điểm chị nói ở đây nhiều người như thế lắm, mà em cũng không nhớ. Em lại nói nhỏ với cô ta. Vậy em để bọn chị lên đó tìm nhé, sẽ nhanh thôi. Chị hứa chị tìm để đón thằng em chị, chứ không làm ảnh hưởng gì tới em vào quán đâu, em yên tâm. Cô nhân viên đó còn đang ẩm ừ, nhưng mà... Nhân lúc ấy em và Sen lại đi lên, còn cô nhân viên kia cũng không ngăn cản nữa. Vậy mà mọi cố gắng của bọn em đều không có kết quả khi ở đó chẳng có toàn. Thậm chí bọn em đã đi thêm hai quán cũng không có. Lúc này trời đã về khuya, phố xá cũng đã chẳng còn mấy. Dường như một trận mưa to sắp kéo đến, mở ập xuống đến nơi. Quỷ đã gọi cho em mấy cuộc để hỏi đi đâu sao không về. Sen thì tuyệt vọng nói. Chúng ta về thôi chị ạ. À. Em cũng đáp lại. Cũng muộn quá rồi, cha mai cậu ấy về, em đừng lo lắng quá. Sen lại im lặng vặt tay ga, để chiếc xe tăng tốc mà chạy đua với bão thế nhưng khi vừa tới đường rẽ vào nhà thì sen phanh kít lại khiến chiếc xe lảo đảo suýt nữa thì em ngã ra đường sen lại chẳng bận tâm mà thông báo một chuyện chị hiền ơi xe của toàn nhà em kia rồi em theo hướng cô ý chỉ thì nhận ra trong ánh sáng leo lắt của đèn đường là chiếc xe của cậu hàng xóm dựng ngay đầu con ngõ nhỏ ở bên trong rộng không quá 2 mét nhưng mà cậu ta đi đâu thì không rõ sen lại nói với em chị đứng đây nhé để em vào xem sao không yên tâm nên em đòi đi theo nhưng mà xe của bọn em chưa kịp rẽ vào ngõ đã đâm vào chân của một người nằm bất động sen sợ hãi hét lên em thì xuống xe và lật người đó lại thật đáng thương khi người ấy là toàn vợ cậu ta lại không thể bình tĩnh được mà gào khóc khi bạo đã cận kề giữa đêm khuya khoát và nhà nhà đã cửa đóng then cài thì chẳng có ai mà nhờ bà em lấy hết sức can đảm mà sở lên mũi thì may mắn thấy cậu ta vẫn còn thở. Nhiều suy nghĩ, em hô hấp, rồi thông báo với Sen. Được không nữa, gọi cấp cứu đi. Trong lúc này cặp phải bình tĩnh, không được hoảng loạn. Ngày em nói, cậu ấy cũng nín mà run rẩy cầm điện thoại gọi cấp cứu. Alo, 115 phải không ạ? À? Cho một xe tới địa chỉ, có người bị bất tỉnh. Gọi xe xong, xe lại ôm chồng nước nở. Trong lúc chờ xe, em lại nhắn tin nói lại tình hình cho chồng. Quỷ giận dữ mắng em lo chuyện bao đồng, nhưng mà sau khi toàn đến viện thì huy cũng đến đó mà nói em về đi để anh trực ở đây xem có gì cần giúp đỡ Ngày lúc ấy thì bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra rồi nói với bọn em cậu ta bị sốc ma túy do quá liều mà lại phát hiện hơi muộn nên có biến chứng mọi việc giờ khó đoán trước lắm em sững sờ còn xén như điên dại vật vã chỉ còn chồng em lúc này im lặng anh ấy an ủi sen cô cứ ngồi xuống ghế chờ đi cô hoảng loạn cũng chẳng làm được gì đâu rồi anh lại dỗ em Vợ về ngủ với con đi, lỡ đâu nó tỉnh dậy không thấy có bố mẹ thì lại khóc thét lên. Em không an tâm, nhưng vì lo cho con hơn nên cũng nghe lời mà đi về. Sáng hôm sau, chị Huyền và cả Hoa nữa cũng sang nhà em hỏi thăm. Cả xóm này đều biết Toàn ăn chơi chắc táng nhưng mà không ngờ cậu ta lại hư hỏng đến thế. Bà đứa đang bàn luận thì chồng em gọi về, anh thông báo một tin xét đánh. Toàn không qua khỏi rồi em ạ, xem thì không bình tĩnh nên anh giúp làm thủ tục để đưa cậu ấy về. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận Hai người còn lại cũng nghe thấy lời chồng em nói Trên mặt ai cũng vì thế mà hốt hoảng hoang mang Cuộc sống này thật vô thường Đà ma của Toàn diễn ra lặng lẽ Chỉ là bà con lối xóm tới viếng thăm cho đỡ lạnh lẽo Tuyệt nhiên chẳng có thằng bạn trí cốt nào của cậu ta mò mặt tới Thắp một nén hương Cậu ta đi rồi để lại mẹ già con nhỏ bơ vơ Và người vợ đang đau khổ Không biết xem đang thương chồng hay thương cho phận mình mà việc toàn làm tốt nhất là khiến bà hạ cùng sen không cãi lộn nữa qua thời gian với đủ thứ cảm giác khen tị ngưỡng mộ và thất vọng cho mấy người đàn ông nhà hàng xóm lần đầu tiên em thừa nhận với chồng thì ra cái em nhìn là sự bóng bầy bên ngoài trong lòng em tự nhủ sẽ hài lòng với bản thân hơn suy cho cùng trong lòng ai cũng có sự đố kỵ so bì bởi thế những thứ mình đã có lại luôn thèm thuồng thứ của người khác